Rồi lên nhanh cho bác một số mặt hàng mà em đang phân phối nhé, quay trực tiếp báo giá luôn. Đấy, các bác lưu ý cho em là khi mà mua hàng thì nhớ cho em là hóa đơn từ 200 trở lên, miễn phí ship cho bác luôn, giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhé. Hãy đi nhanh vào những cái mặt hàng đầu tiên. Rồi lên mã xả kho luôn bác, đó là cái mã hàng, đó là cái cây thước sao chép này. Đấy, cây này lâu lâu quay bác coi, một cái cây thước sao chép rất là hay luôn. Về các bác có thể sao chép mà hình dạng kích thước cho các bác làm thợ mộc này, anh em kỹ sư xây dựng này. Đấy, các bác sao chép những cái vị trí khó, các bác bình thường các bác phải đo đạc rất mất thời gian. Đấy, còn ví dụ như này. Đấy, các vị các bác này, các bác ấn vào này. Đấy. Ấn vào coi nhá. Đấy, các bác có thể nới lỏng ra, sau đó các bác ấn vào xem là nó sẽ khớp ra một cái hình này như của nó luôn. Đó. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh nhiều kiểu nhá. Đấy, điều chỉnh nhiều kiểu nhá. Đó, thì các bác chỉ ấn vào cái vật thể này thì nó sẽ thành những cái hình nhá. Thì mình có thể là theo cái hình này và các bác sao chép là cắt ra thành một cái hình để nó khớp vào nhá. Đấy, nói chung là cái này đây để em cho bác xem cái video, nói thì nó hơi khó hiểu một chút thì đây. Đấy, một chiếc thước sao chép này. Con này thì cái chiều dài của nó sẽ rơi vào là 25 cm nhá, 25 cm. Nó khá là dài đấy. Về các bác sao chép được khá là nhiều những cái thứ rất hay luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá. Trước khi đi vào xem video minh họa thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái thước sao chép nhá, thước sao chép. Con này thì hôm nay em cũng xả kho luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 150.000. Hôm nay về với bác mức giá giật mình luôn. 80.000. Đấy, số lượng có hạn nhá. Đang xả kho bán nhanh, bán thanh lý luôn. 80.000 một chiếc thước sao chép nha. 80.000 một cái. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Các bác làm công trình hay lắp ghép thì Linh có một cái như này nha. Đây là thước sao chép hình dạng, khi mà các bác làm nhiều góc có hình dạng phức tạp, chẳng hạn như góc đường ống, góc ốp gạch, thước được làm bằng nhựa ABS cao cấp, chỉ cần tì sát thước vào bề mặt thể. Cần sao chép là các bác đã có các kích cỡ để cắt rồi, dùng rất là tiện luôn mà không cần phải đo đạc thủ công nữa. Các bác làm mộc hay sửa chữa kiến trúc, xây dựng nhà cửa và điện lạnh thì lên sắm lên một cái như này nha. Giá của cái này thì cũng rẻ thôi, chỉ có 107.000. Các bác làm công giá cũ của nó là hơn 100.000 đấy, giờ này đang giảm giá còn có 80.000 đúng không? Khi mà các bác làm nhiều góc có hình dạng phức tạp, chẳng hạn như góc đường ống, góc ốp gạch, thước được làm bằng nhựa ABS cao cấp, chỉ cần tì sát thước vào bề mặt thể. Cần sao chép là các bác đã có các kích cỡ để cắt rồi, dùng rất là tiện luôn mà không cần phải đo đạc. Đấy, thực tế nhá, không cần phải đo đạc gì, các bác chỉ ấn vào cái là nó sẽ khớp ra cái hình mà các bác muốn sao chép luôn. 80.000 một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ là thước sao chép. Con này chất liệu nó bằng nhựa ABS cao cấp nhá, cầm nặng rất là chắc chắn luôn. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lại lên nhanh bác, đó là cái móc khóa titan này, em báo giá luôn. Cái móc khóa titan này tại em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 10.000 thôi. Đấy, 10.000 một cái chiếc móc khóa titan này. Con này chất liệu của nó là bằng titan nhá. Đấy, titan này nó là chất liệu siêu nhẹ, siêu cứng và siêu bền rồi. Đấy, con này nó chuyên dùng cho dân dã ngoại, dân du lịch, dân leo núi nhá. Đấy, hàng thanh lý công ty rất xịn sò, ok luôn. Đấy, chắc chắn. Bình thường này nó là một chiếc móc. Đấy, còn nếu các bác muốn khóa vào thì các bác xoáy trong cái siết này cho em cái vòng đai này vào thì nó sẽ khóa cứng ngóc luôn. Đấy, chặt khư khư luôn nhá. Các bác đẩy tay, các bác kéo giật không được ra luôn. Trừ khi thì các bác mở trong cái vòng đai siết này ra. Đấy, và các bác lại khớp vào một chiếc bình thường. Về mình có thể dùng làm móc khóa, móc chìa, móc đồ các thứ này, xích chó, xích má các thứ ra. Sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. Đó mà chỉ có 10.000 một cái thôi. Chất liệu bằng titan nhá, siêu cứng và siêu nhẹ nhá, cầm nhẹ lắm, cầm thích cực kỳ luôn. Đó. Một chiếc này là 10.000, cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái móc khóa titan nhá. Đấy, móc khóa titan 10.000 một cái. Cái này thì với là đúng chất móc khóa này, chứ bình thường là các bác mua những cái ngoài thị trường nó chỉ có móc móc này thôi. Thì nó rất là dễ tuột, nhưng con này là khi mà các bác khóa vào, siết vào, xoay cái vòng này vào. Đấy, khóa cứng ngắc luôn. Đấy, hàng chuẩn nghĩa của cái từ móc khóa nhá. Đấy, móc khóa 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái móc khóa titan. Rồi tiếp theo thì lên nhanh cho bác, đó là cái túi khăn ướt để các bác lau giày. Các bác cứ lên mã nha, cái khăn ướt lau giày nhá. Cái này về rất là tiện dụng luôn. Những cái đôi giày thì các bác, đấy, nó bị bẩn này, các bác ngại giặt thì các bác mua thêm cái khăn này về. Đấy, ở đây trong này nó đã tẩm sẵn những cái chất làm sạch ở trong cái khăn này rồi. Đấy, về các bác chỉ việc lấy ra, bóc nó ra, sau đó các bác lấy ra một hai tờ. Đấy, tùy theo nhu cầu dụng nhá, mình lấy ra. Nó như kiểu dạng cái khăn ướt các bác hay xài, nhưng mà trong nó tẩm những cái chất tẩy rửa rất là sạch luôn. Đấy, chuyên dùng cho giày nhá, chuyên dùng cho giày dép các thứ nhá. Đấy, các bác dùng để tẩy rất là sạch. Đây, em lấy em tẩy bác coi đấy, bình thường đây, đây những cái chữ này nhá, đây muốn tẩy này, muốn tẩy nhá. Đấy, các bác nhìn này, có đây không, dìm lúc cái sạch luôn, quá xịn sò, ok. Đấy, đây đẩy cho em vài đường cái sạch sẽ luôn nhá, sáng choang luôn này. Đấy, đây không, sáng sạch bong luôn đấy, mà đây vừa rất nhiều chữ nhá, xóa một lúc cái sạch luôn, nó rất là sạch luôn, rất là nhạy nhá. Đấy, về chuyên dùng để các bác tẩy những cái đôi giày, đôi dép các thứ ra, hoặc ví dụ như là các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác, bình thường là các bác hay phải lôi ra các bác đánh rửa, nó mất thời gian. Đấy, các bác mua trong cái túi này về mình có thể mang đi chơi, đi du lịch, đi công tác nhá, mang một hai túi đi, hoặc là để ở nhà cũng được, đôi khi mình vội. Đấy, lấy cho em một vài tờ ra cái mình xoa xoa cái tí cái là bóng đẹp, ok luôn. Đấy, tạo độ bóng giúp giày sạch hơn. Đó thì
cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn ướt để lau giày nhá, cái khăn lau giày, khăn ướt lau giày. Giá anh em đang bán một bịch khăn ướt lau giày này là đi 20.000 bịch có nhá, 20.000 bịch đấy là bán lẻ có nhá. Còn nếu các muốn mua theo combo, combo thì bên em sẽ bán theo combo là 3 bịch một, mua 3 bịch thì sẽ, giá sẽ tốt hơn. 3 bịch thì bên em đang bán bác là 50.000 đấy, cho 3 bịch khăn ướt lau giày, 3 bịch là 50.000, 3 bịch nha là 50.000. Còn các bác mua lẻ một bịch nha là 20.000 nhá, tùy nhu cầu. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là khăn ướt lau giày. Một cái sản phẩm rất là hay dùng cho anh em thợ điện nước này hoặc các bác sử dụng gia đình đấy, với những cái góc mà nó chật hẹp rồi là những cái chỗ bệ các thứ rồi đấy, các bác rất là khó vặn những cái con ốc ở đường cấp nước dây thứ rồi, các bác mua trong cái này về đấy. Thì đây một cái cà lê vặn ống nhá, đi kèm những cái phụ kiện đi kèm về các bác xài, về các bác xỏ cái ốc vào đây cho cái ống nước nó vào, sau đó các bác vặn chèn đấy, các bác vặn xoáy thứ rồi đấy, có cả phần livo này đấy, rất ok luôn. Thì một chiếc cà lê vặn ống này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 100.000 nhé. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cà lê vặn ống nhé, cà lê vặn ống, cà lê vặn ống nước nhé, cà lê vặn ống nước, cà lê đỏ vặn ống nước này, giá đang gửi bác là 100k, chỉ 100.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân, 100k nhé, 100k một cái cây cà lê vặn ống nước này, 100k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm nhé, con này dùng tiện lắm. Đây các bác cùng coi này, với những góc chật hẹp như gầm bàn thái, sau lưng bẹt bên khối, rất khó để dùng kìm mỏ lết để vặn ốc chân vòi, ốc dây cấp. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Cờ lê ống được tạo ra ngoài 6 cỡ ốc có thể vặn, dụng cụ còn kèm theo đầu vặn gen ngược. Chưa khi nào vặn ốc dây cấp, ốc chân vòi lại đơn giản đến như thế. Đấy, về các bác có thể vặn ốc dây cấp này, ốc chân vòi này, đấy, ở những cái chỗ vị trí chật hẹp các bác vẫn có thể luồn lách cái này vào để các bác vặn được nhá. Bình thường các bác dùng cà lê thì không thể dùng được rồi, đấy, những cái vị trí này không thể dùng được, chỉ có dùng cái con này thôi, rất là hay luôn, mà giá là hạt rẻ mà nói chung rất cần thiết trong gia đình nhà mình. Đấy, mỗi lần các bác sửa chữa những cái đường điện nước các thứ à, rất là bí bách thì các bác mua trong cái này về, đấy, các bác cho vào các bác vặn xem, rất tiện dụng luôn nhá. 100.000 một cây cà lê vặn ống nhá, thế mà em sẽ đưa cà lê vặn ống nước 100.000 một cây. Đấy, cà lê vặn ống, vặn dây cấp, vặn những cái chỗ vị trí khó nhá, 100k một cây này. Sản phẩm tiếp theo đi lên nhanh luôn các bác, đó là cái lô búa lùn hàng của Nhật này. Đây, Fugu này, của thương hiệu Fugu Japan nhá, Fugu Japan này. Con này thì dòng búa lùn hàng đúc liền thân, tay cầm có ốp cao su chống trượt. Ở đây sẽ gồm có một đầu đóng và một đầu nhổ đinh nhá. Về các bác có thể vừa đóng vừa nhổ đinh. Con này thì nó dạng búa lùn cầm nó rất là vừa tay, tiện là bác di chuyển nhẹ nhàng tình cảm mà vẫn có cây búa để vừa đóng vừa rủ đinh nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, nhỏ gọn tiện lợi và giá bình dân. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây búa lùn nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây búa lùn nó chỉ có 40.000 thôi. 40.000 một cây nha. Đấy, 40.000 một cây. Dùng trong rất là nhiều việc hoặc là đặc biệt là gia đình các thứ ta, dùng những cái việc nhỏ nhỏ lặt vặt cũng rất là tiện đấy các nhá. Khá là tiện lợi, nhỏ gọn, ok. 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây búa lùn 40.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đệm ghế silicone này. Đấy, đệm ghế silicone, cái này thì giá cũng hạt rẻ thôi. Bên em đã gửi bác một cái đệm ghế này là đi 80.000 một cái. Đây, em ghi giá luôn nhé. Lên mã giúp cho em xem cái đệm ghế silicone. Đệm ghế silicone, silicone này, giá của nó sẽ là 80.000 và đi kèm thì sẽ có là một cái bao đựng luôn nhé, một cái bao đựng về các bác xài nhé. Đấy, các bác không muốn xài cái bao đựng nha thì mình có thể xả ra. Các bác xài trực tiếp luôn, giả lên cái ghế nhà mình. Con này nó thiết kế theo cái dạng tổ ong này, các bác nhìn này, thiết kế dạng tổ ong và nó sẽ có hai mặt nhá. Đấy, một mặt dạng tổ ong nhỏ, một mặt dạng tổ ong to, để khi mà các bác ngồi giúp lực nó phân tán nó rất là tốt, rất là đều luôn. Con này thì các bác có thể vò xé nắn nĩa các kiểu như khi mà các bác thẻ ra. Đấy, nó là về cái trạng thái ban đầu nhá, nó dạng silicone, nó rất là đàn hồi, ngồi rất là thoáng mát phần khu vực phần mông. Đấy, và ngồi rất là êm, không lo nó bị vấn đề gì cả nhá. Đấy, và đi kèm là một cái túi đựng này, nếu có cái túi đựng này các bác có thể xài đi kèm hoặc các bác không thì các bác bỏ lại được. Đấy, hoặc là ví dụ mình xài đi kèm thì khi mình bẩn quá mình có thể lôi cái này ra giặt. Đấy, còn cái này các bác cũng không cần giặt được, hoặc là nếu mà các bác muốn giặt thì các bác có thể giặt thoải mái. Con này nó bằng silicone không thấm hút nước nhá, giặt thoải mái luôn mà ngồi rất là êm luôn, vừa hầu như tất cả các loại ghế. Con này kích thước của nó rơi vào khoảng tầm 25 nhân đến 25, khoảng tầm 25-35 ạ. Đấy, kích thước chiều dài của tầm 25 nhân với chiều rộng khoảng tầm dài 35 nhân rộng khoảng tầm 25 nhá.
Đây các bác cùng xem thực tế video về một sản phẩm này. Thứ có thể thiếu cho những ai ngồi làm việc từ 8 đến 14 tiếng một ngày trên ghế, đặc biệt là khi mọi người đang dùng những cái chiếc ghế văn phòng cơ bản, những cái chiếc ghế mà đang dùng đệm mút rất là vĩ bút như này nha. Chính là một cái chiếc đệm ngồi silicon 3D, một chiếc đệm ngồi có cấu trúc tổ ong hai lớp thoáng khí nha. Kê lên ghế như này, sẵn sàng hy sinh cái quả trứng gà để test cái đệm ngồi này cho anh em xem. Trứng gà đẻ ra từ cái đàn gà nhà tôi nuôi bằng thóc gà nhà tôi trồng cấy được luôn nha. Trứng gà quê cực kỳ chất lượng đấy. Thả trứng xuống mà nó còn không vỡ thì anh em có thể hình dung xem là cái đệm ngồi này. Đấy, các bác nhìn này, đệm ghế thả trứng nó này tinh tinh này, các bác biết nó đàn hồi nha rồi. Đó, đàn hồi như là ngồi làm việc cả ngày trên cái đệm silicone này, nó vừa êm mà lại còn thoáng khí, khỏi lo êm mông, bí búc cái mông nữa nha. Và đặc biệt là đặt hàng ở trên Shopmo, gian hàng chính hãng nên là anh em cứ tự tin mua về và trải nghiệm nha. Một thứ không thể thiếu trong những về sản phẩm nhá. Lên mã sẽ cái đệm ghế silicone có đi kèm cho bác là cả một cái bao đựng nha. Ta gửi bác là 80.000 một cái đệm ghế silicone nhá, 80.000 một cái. Tiếp theo thì em lên nhanh nhé bác, đó là cái cuộn thiếc hàn 100g này. Lên mã em sẽ cái cuộn thiếc hàn 100g, dây 0.8mm này. Đấy. Cuộn một cuộn này là sẽ có trọng lượng là 100g nhé, rất là to và là dùng được nhiều luôn, dùng được lâu. Đó thì em báo giá luôn, một cái cuộn thiếc hàn 100g này đang có giá là bác là 30.000 thôi. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường. Đấy, mua về chủ yếu bán kèm phục vụ các bác luôn đấy. Các bác đam mê hàn sửa chữa chế cháo linh tinh nhỉ? Công việc nhiều cần hàn, mua cho em cái mã này về này. Đấy, hàn rất ok, hàn rất là được mối, đẹp mối luôn. Mà thứ hai là một cuộn 100g thì rất là nhiều nhá, mà chỉ có 30.000 thôi. Cuộn thiếc hàn nhá, 30.000 một cuộn nha. Tiếp theo thì lên nhanh bác, đó là cái mã đèn độ đầu 3 bóng này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn độ đầu 3 bóng, sẽ gồm có là 3 bóng thì em lên ngay đèn độ đầu 3 bóng. Đó thì em báo giá luôn. Con này bên em là các bác giá sẽ là 120.000 một cái sản phẩm nha. Đấy, chuyên về các bác đội đầu. Đó, con này sáng lắm mà dùng rất là hay. Đấy, đây. Đi kèm sẽ gồm có đầu tiên là một cái củ sạc này. Hai viên pin nhá. Con này nó sử dụng cái pin sẽ là pin 18650. Pin này thì thị trường nó rất là phổ thông và rất là nhiều, mình có thể mua về thay thế thoải mái luôn nếu mà mỗi khi pin hỏng nhá. Và một cái chỗ nhân vật chính đó là cái đèn. Đấy, đèn thì sẽ có là cái phần dây đeo co giãn 4 chiều nhá, đeo rất êm đầu luôn. Đây cái phần này thiết kế này. Đấy, nó ôm sát là cái vùng trán các bác, đeo không lo nó bị bí trán gì nhá. Đấy, đây là cái phần đèn. Đấy, nó sẽ gồm có 3 mắt led rất sáng luôn. Và đây là cái phần lắp pin thì về các bác sử dụng nhìn đúng chiều pin cho em nhé, lắp đúng chiều pin vào, nó lắp cộng ra chậm và trừ ra trừ, phải lắp pin vào, sau đó là các bác đeo lên đầu và các bác đậy cho cái nắp này vào, thế là ok. Đó, và bây giờ các bác test bác độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này, đấy, 4, 5, rất nhiều chế độ sáng và rất sáng luôn, có gì này, nó sáng trắng này cơ mà, đấy, nhìn nó sáng trắng này mà, đó, sáng trắng là xòe xa đó. Đó, rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn pin độ đầu 3 bóng nhá. Đèn pin độ đầu. Đấy, đèn pin độ đầu 3 bóng nhá con nhá. Giá của nó sẽ là đi 120.000 một cái đèn nha. Đấy, chỉ 120.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Mà cái con này thiết kế rất là cân đối. Đằng trước của nó là đèn, đằng sau là pin, thì khi mà các bác đội nó không lo bị mỏi đầu, không lo bị mỏi cổ đi nhá. Đấy, đỡ phải nhìn. Đấy, đỡ phải nhìn nữa. Đó, đây. Rất là ok luôn con nhá. Rồi. Đèn độ đầu 3 bóng nhá. 120.000 một cái sản phẩm này, đi kèm với bác là cả pin nước đầy đủ luôn. Còn cái pin này bên em có bán thêm, nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều muốn mua thêm thì bên em đang bán lẻ một viên như này là 20.000 một viên nhá. 20.000 cho một viên pin. Đó, pin 18650, còn mua nguyên đèn không thì sẽ có ra là 130.000 và có đi kèm là một vỉ pin như này nữa. Đấy, tức là đây, một đèn này, một hai viên pin này, một cái file đèn chính này thì một chọn bộ như này là 130.000. Đấy, chọn bộ này 130.000 có nhá. Em lên nhanh nha bác, một số cái mã dao em vẫn đang bán nhá. Đấy, đây, lên luôn cho bác, đó là cái con mã dao, đó là con dao chặt 1 cân này. Hàng của Japan nhá. Đấy, made in Japan. Con này thì nặng, trọng lượng nó 1 cân. Đấy, các bác nào mà hay thích chặt gà, chặt vịt, cắt thịt, cắt xương. Đấy, rồi các bác sử dụng cho em nhá. Nặng 1 cân liền luôn, đúc liền khối, tay cầm ốp gỗ 308 đồng. Rất xịn sò ok. Cái này thì em báo giá công khai luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao chặt nặng 1 cân. Đấy, dao chặt nặng 1 cân nhá. Cây dao chặt này nặng 1 kg, nặng đúng 1 kg nhá, rất nặng luôn. Đó, 1 kg, giá của nó thì em báo luôn 220.000. Và bên em sẽ bao ship ra trong video là ngày nay luôn. 220.000 một cái cây dao chặt mà nặng 1 kg nha. Đấy. Là đang gửi bác giá sẽ là đi 220.000 một cây nhá. Con này nếu mà nói chung các bác xài dùng thì các bác yên tâm dùng, chắc là nghĩ bán mùa đông luôn. Đó, xài cực kỳ chất lượng luôn đấy. Cầm dao nặng trịch chưa. Đó, quá ok. Chỉ có 60.000 thôi nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác. Đó là cái
rau còn hoa quả này, em báo giá nhanh luôn. Con này bên em đang gửi bác là 30.000, 30k nhá. Về chuyên thì các bác dùng để gọt hoa quả hoặc là các bác sử dụng trong khá là nhiều việc khác nhau. Đó. 30.000 một cây nhá. Đó, dao chuyên thì các bác gọt hoa quả không để ý được. Tiếp theo là một cái cây dao chặt, à cây dao thái nhá, có nhá, cây dao thái. Cái này về chuyên thì dùng các bác thái nhá. Đây, đó, rất đẹp, rất chắc chắn luôn. Seki Japan. Đó. Hàng cũ gỗ hai bên, ba đinh dán luôn. Đó, rồi đến mã em sẽ cây dao thái cán gỗ này, dao thái cán gỗ, giá của nó thì vẫn gửi bác giá của nó sẽ là đi 60.000 một cây, 60k nhá, 60k một cái cây dao thái cán gỗ nhá, chuyên dùng để các bác thái lòng, 60.000 một cây. Thì đây lên luôn cho bác đó là cái lô kéo gà của Đức này, các bác lên mã giúp em sẽ cái cây kéo gà Đức nhá, hàng của thương hiệu Willing này, made in Germany. Con này thì về các bác có thể cắt gà, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em thì rất là tuyệt vời. Đấy, các bác nghe tiếng kéo này rất chắc chắn luôn. Đó, ở đây có cả phần răng cưa để các bác thể đánh vẩy cá. Đấy, còn về các bác sử dụng cắt gà, vịt, thịt xương, cắt rau củ quả dùng nhà bếp là ok. Con này thì giá bình dân thôi, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo gà Đức con nhá. Kéo gà Đức này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 90k một cây, 90.000 một cây kéo gà Đức này, rất chắc chắn và chất lượng luôn, 90.000 một cây nhá. Rồi một cái mã hàng cũng rất là hay mà bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục lại về này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái rắc nguồn 12V nhá. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái rắc nguồn 12V nhá. Đấy, cái rắc nguồn này thì nó rất là hay là nó chuyển điện từ điện 5V. Đấy, đây là cái chân USB. Về các bác có những cái cổng sạc điện thoại nhá, các bác cắm vào cho em. Đấy, và khi mà các bác ghim vào thì cái nguồn điện ra của nó sẽ là nguồn 12V các nhá. Đấy, nó đẩy ra là nguồn 12V. Bữa trước em đã đo đấy các nhá. Đã đo đấy thì các bác nào xem video trước là biết. Đó, em đo trực tiếp ở cái đầu luôn thì nó sẽ ra điện áp là 12V. 12V thì bác có thể sử dụng được rất là nhiều hay, ví dụ như là cắm vào cục wifi, cắm vào những thiết bị camera này rồi là các thứ giờ. Đấy, về nhiều khi là các bác hỏng những cái adapter thì mình có thể mua cái dây này về mình cắm vào luôn, hoặc là trong những trường hợp mất điện. Đó, mất điện mà các bác muốn dùng wifi nhá thì cái đầu này các bác cắm cho em vào cái cục sạc dự phòng, và cái đầu này còn lại các bác cắm vào cái cục nguồn wifi. Wifi bây giờ là hầu như nó dùng cái nguồn 12V này. Đấy, nên là ví dụ mất điện là các bác vẫn có wifi để dùng nhá. Đấy, mất điện vẫn có wifi để dùng, hoặc là cắm vào camera mà mất điện vẫn có cho cấp nguồn cho camera để camera hoạt động nhá. Đấy, nói chung là nó dùng được sử dụng rất nhiều thứ. Hoặc là các bác muốn một cái nguồn 12V để các bác có thể sử dụng chế cháo chạy những cái con quạt, con motor rồi thì các bác mua cho em cái này về. Bình thường là các bác phải mua những cái cục adapter nó rất là to cồng kềnh thì mua cho em cái dây này về, nhỏ gọn tiện lợi mà giá bình dân thôi. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái rắc nguồn. Đấy, cái rắc nguồn chuyển từ 5V, đấy 5V chuyển lên 12V. Đấy, nó đẩy lên cho em là 12V luôn. Giá của nó thì hạt rẻ thôi, 20.000 một dây nhá, chỉ có 20.000 một dây thôi. Đấy, hàng đặt này về số lượng hạn các bác nhá, không có nhiều đâu. Thì các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn này. Đấy, chuyển từ 5V. Output nó sẽ đẩy lên ra là 12V. Output sẽ là đường ra nhá. Output nghĩa là cái đầu ra của nó sẽ là DC 12V nhá. Tức là DC tức là điện một chiều đấy. Đó, output ra DC 12V. Còn là input vào của nó sẽ là nguồn 5V. Về cứ có cổng USB cắm vào trong. Sau đó là nó sẽ đẩy lên cho các bác 12V. Rất là xịn luôn. Đó, chắc chắn, dây rất là dày chắc chắn nhá. 20.000 một dây. Rắc nguồn 5V chuyển qua 12V, 20.000 một dây nhá. Rồi tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái này là cái hộp đốt hương, hộp đốt hương muỗi nhá. Đấy, về nhà các bác là hay có hương muỗi hay miếc các thứ này. Đấy, là bình thường là các bác đốt ấy, là các bác cứ hay để những cái chỗ đường đi lối lại rồi. Đấy, chẳng may là nó có đá vào. Đấy, thứ nhất là gây bỏng, gây cháy nổ rất nguy hiểm nhá. Mà thứ hai là nhà nhiều trẻ con, gây bỏng biết các thứ rất nhiều. Rồi ví dụ như là các bác đốt xong cái tàn nó rơi ra nó rất là bẩn, rất là bụi thì các bác mua trong cái hộp này về. Đấy thì khi mà mua về thì các bác lấy cái này ra này. Đấy, để ngửa lên nhai. Ở đây là những cái phần gai và các bác đốt cái vòng hương các bác để trực tiếp vào cho em. Và các bác lấy cái nắp này đậy nó vào. Đấy, lấy cái nắp này đậy nó vào, rất là gọn gàng đẹp. Đấy, rất là gọn gàng và rất là đẹp luôn nhá, rất gọn gàng và rất là đẹp luôn. Đó, khi mà đậy vào nhìn nó rất là thẩm mỹ luôn này. Không ai nghĩ cái này nó là cái bát để hương muỗi đâu các bạn. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dụng cụ đốt hương muỗi nhá. Đấy, cái khay để các bác đốt hương muỗi này. Đấy, cái khay để các bác đốt hương muỗi nhá. Đốt hương muỗi giá của nó sẽ là đi 30.000 cho một cái khay nhá. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, 30.000 về các bác sử dụng lâu dài. Nhà đặc biệt là các bác nào hay đốt hương muỗi
chỉ việc đốt một vòng quanh hương vào đây, thả vào đây, đậy cái nắp vào cái. Ở đây nó có những cái lỗ là khói hương nó vẫn cứ bốc lên bình thường và không lo bị cháy nổ, không lo bị rơi tàn, không lo bị va chạm vào các nhá. Đấy, rất là ok luôn. 30.000 một cái này nhá. Khay đốt hương mũi nhá, 30.000 một cái. À, dây sạc ba đầu nhá, dây sạc ba đầu với em vẫn còn hàng để gửi bác này. Thì em báo giá luôn, một cái dây sạc ba đầu này hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là 40.000. 40k nhá, 40.000 một cái dây sạc ba đầu nha. Đấy, chỉ có 40.000 thôi. Mà các bác mua về cái con này các bác sạc được rất nhiều các loại máy khác nhau. Đấy, các máy đời cũ đời mới là sạc được hết luôn. Đấy, ví dụ như là các máy Samsung này, Motorola này, LG này, Oppo này, iPhone này, tất cả các loại máy luôn nhá. Đấy, tất cả các loại máy luôn. Thì cái đầu nguồn vào của nó sẽ là cái đầu nguồn USB. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại hoặc là những cái cổng USB các bác cắm vào cho em. Đấy. Đó, và cái nguồn dao của nó này, nguồn dao nó sẽ là ba chân nhá, một chân Taishi đời mới các bác nhá, Taishi đời mới này. Và một cái chân thứ hai là cái chân Lightning, chân này các bác chuyên cắm cho iPhone nhá. Và một cái chân nữa đó là cái chân Samsung đời cũ hay còn gọi là chân micro USB. Đấy, thì các bác hay cắm những cái thiết bị mà Samsung đời cũ, những cái con máy đời cũ thì các bác có thể dùng cái chân này cho. Đấy, và thiết kế rất chắc chắn này, bọc silicon chống gập chống gãy nhá. Về các bác xài rất là bền bỉ ok luôn. Đó thì một cái sợi dây này hiện tại em đang gửi bác sẽ là 40.000. Dây nó khá là dài đấy, dây phải hơn 1 mét nữa nhá. Dây khá là dài hơn 1 mét luôn. Đó, rất dài và cũng rất là ok, chắc chắn. Nói chung là mua một dây này thì các bác dùng thì siêu bền rồi. Cầm một cái chiếc dây nó chắc chắn, nặng trịch luôn. 40.000 một dây đúng nhá. Dây sạc cam ba đầu, dây sạc cam ba đầu, 40.000 một dây. À, tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, thì bên em sẽ bán nó combo là 3 lọ 1. Đấy, 3 lọ thuốc kiến nhà thì sẽ có giá là cho bác là đi 20.000 cho 3 lọ nhá. 20k. Đấy, 20k cho 3 lọ thuốc kiến nhá. Nhiều bác hỏi là thuốc kiến này là có hại không hay như nào không, thì nói luôn các bác là nó là dòng thuốc kiến sinh học nhá. Rất là an toàn đối với con người này, động vật, súc vật các thứ này. Đấy, các thứ nhá. Đó, nói chung là cho những cái chó mèo thứ là nó ăn thoải mái, không lo nó bị vấn đề đâu ạ, vì nó là dòng thuốc sinh học nhá. Đấy, chế phẩm diệt kiến dán sinh học này. Đó, nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc là nơi trú ẩn của kiến dán này. Đấy, sau khi kiến dán ăn mồi từ 2 đến 5 ngày sẽ chết nhá. Cái dung dịch này rất là hay, là em cũng đã dùng thực tế rồi, là khi mà các bác giỏ thì cái con mà nó ăn đấy là nó sẽ không chết ngay đâu, mà nó sẽ công cái mồi về chuồng của bác, và khi mà những cái con khác nó ăn cùng cái con đấy thì nó sẽ chết một loạt luôn, và nó sẽ chết là chết cả tổ luôn nhá. Đấy, nó chết là chết cả tổ luôn, và nó diệt là diệt cả tổ luôn, và nó rất là hiếm khi mà có kiến quay trở lại nhá. Nó diệt là nó diệt tất luôn, diệt tận gốc luôn. Đấy, nên các yên tâm là về là các bác diệt tận gốc luôn, không lo nó quay trở lại hay như nào đâu coi nhá. Đấy, nó rất là an toàn mà rất là nhạy luôn, nhạy lắm, cái này dùng thích lắm, cái này em đang xài mà dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, thì combo 3 lọ thuốc kiến nhá coi nhá, cứ lên mã sẽ là combo 3 lọ thuốc kiến nhá, với mức giá sẽ là 20.000 cho 3 lọ thuốc kiến, dùng cực kỳ là nhạy luôn nhá. Đấy, không nhạy các bác không lấy tiền bác luôn, thì em đang dùng thực tế sản phẩm này mà dùng thích lắm. Đấy, nhỏ 4-5 giọt vào cái chỗ đường đi đối lại và hang ổ của nó, khi mà nó ăn xong nó về là mà những cái con xung quanh nó ăn vào nữa là chết cả tổ luôn nhá, chết la liệt luôn đấy. Đó, 20.000 cho 3 lọ thuốc kiến nha, giá rất hạt rẻ bình dân. Giá đỡ điện thoại chân đế bằng kim loại này, con này chắc chắn chất lượng lắm, về các bác dùng để mình để điện thoại lên, các bác xem YouTube, xem điện thoại các thứ này rất tiện dụng luôn. Đó, và cái con này rất là hay là nó có thể là quay 360 độ này. Đấy, quay tròn mình để trên bàn làm việc này, bàn ăn. Đó, mình để điện thoại lên, đó có thể là để đứng hoặc là để nằm ra đều được nhá, có thể điều chỉnh cao lên này, thấp xuống này. À, nói chung là nó vừa vừa nhỏ nhỏ gọn gọn các bạn, dễ sử dụng và rất là hay. Đây, để cho bác coi luôn, con này thì tiện lắm, nói chung là nó khá là tiện. Đây, đó các bác có thể để đứng này, để ngang này, để đứng lên này, đó, để đứng lên, quá ok luôn nhá. Và con này rất là hay là ở cái phần khe thiết kế là khi mà các bác để điện thoại, các bác muốn cắm sạc là vẫn có chỗ để chống ra, để các bác có thể là vừa để điện thoại đây, các bác vừa cắm được sạc nhá, rất tiện dụng luôn. Có thể cho cao lên, cho thấp xuống. Chân đế bằng kim loại rất chắc chắn nhá. Đó, xoay 360 độ cho em. Gập lên gập xuống rất tiện dụng. Đấy, khi mà gập vào nó rất là nhỏ gọn nha. Thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái giá đỡ điện thoại xoay 360 độ này. Đó, giá của nó hôm nay em xả luôn. Bữa trước đang bán bác giá sẽ là 80.000. Hôm nay về đây bác mức giá rất dễ mua luôn. 40.000 luôn nhá. 40.000 một cái giá đỡ điện thoại này, 40.000 một cái. Lên mã giúp em sẽ là giá đỡ điện thoại quay 360 độ nhá, trên đế bằng kim loại.
Sản phẩm tiếp theo thì ở đây lên luôn cho mã mã hàng đó là cái dụng cụ tưới cây nhỏ giọt nhá. Các bác hay đi xa này, hay đi xa lâu ngày này, các bác không ở nhà chăm cây cối được à? Rồi thứ hai, ví dụ các bác bận rộn không có thời gian chăm cây tưới cây đấy, mà các bác để lâu là không có nước là cây nó sẽ chết, thì các bác mua cho em cái dụng cụ này về đấy, về các bác lắp vào những cái chai nước thừa này mình không dùng ấy, lắp vào sau đó là các bác cứ cắm ở đấy là tự động nó sẽ tưới nhỏ giọt dần đấy. Mình về thì chỉ việc là mấy ngày các bác phải đong thêm nước vào thôi, nó rất là tiện nhá, mà cây lúc nào nó cũng tươi tốt, cũng lúc nào cũng xanh tốt, cũng đẹp nhá. Thì đây, khi mà mua về thì nó sẽ gồm có là một cái thân nha, nó sẽ một cái đầu nhọn các bác cắm trực tiếp vào đất, và cái phần này là nó có cái gen xoáy, các bác xoáy trực tiếp vào chai nước này, và đây là cái van đó, cái van này các bác cắm vào trong đó, cái van này các bác cắm vào đây, và ở đây nó có một cái phần chỉnh nhá, chỉnh theo cái lưu lượng nước, là các bác muốn ra nhiều hay ra ít thì các bác xoáy cái vòng vào trong đấy, xoáy cái phần van này trong, thế là xong, nó rất là dễ dàng sử dụng nhá, cắm trực tiếp vào chỗ xuống đất thế là xong. Đây test các bác coi luôn nhá, đấy, về các bác có một cái chai nước này nhá, đấy, xoáy nó vào này. Hầu như là những cái chai nước trên thị trường bây giờ là nó vừa hết đấy các bạn, nó vừa hết đấy mà. Đấy, những cái chai nước Coca hay là những cái chai nước thừa các bác không xài nữa, mình xoáy vào là mình kết nối vào là mình sử dụng thôi. Đấy thì khi mà các bác kết nối như này vào với nhau, xoáy vào cái gen của cái miệng chai này rồi, thì các bác ở cái phần đít này, các bác đục cho em một ít lỗ vào đây nhá. Đấy, lấy cái kim nhỏ các bác đục cho em khoảng tầm 5-6 lỗ để cho nó lấy cái không khí, để nó đẩy nước xuống, không là nếu mà không có không khí là nước nó sẽ không chảy đâu ạ. Nó chỉ chảy được một ít nữa thôi là nước nó sẽ đứng yên, thì các bác lấy cái kim đục cho mấy cái lỗ ở dưới này. Đấy, sau đó là các bác cắm cái này vào. Đó, cắm cái này vào mà bắt đầu là các bác úp nó xuống thì nó sẽ chảy ra các bác nhá. Đây các bác nhìn nước nó đang chảy này. Đây này, nhìn nước nó đang chảy này. Đấy, nước nó có nhỏ giọt này, còn nếu mà các bác muốn chỉnh nó chảy chậm lại thì các bác sẽ chỉnh trong cái phần van này. Đấy, các bác siết nó vào một chút cho nó chảy chậm lại này. Đấy, chảy chậm lại nhá. Còn nếu mà các bác muốn chảy nó nhanh nữa thì các bác mở nó ra. Đấy thì nó sẽ chảy nhanh hơn này. Đấy, em mở ra cái chảy nhanh hơn này. Đó, mở ra cái chảy nhanh hơn nhá. Đó, rất là hay. Đó, đấy, thấy không? Mở ra cái chảy nhanh hơn. Đó, rồi, đấy là thực tế về cái sản phẩm em đang test bác coi. Đó là cái vòi tưới cây nhỏ giọt bác nhá. Vòi tưới cây nhỏ giọt về cắm vào cái chai nước nhá. Cái chai nước thì về hầu như nhà nào cũng có rồi. Đấy, thì bên em bán một cái combo. Nó sẽ gồm có 10 cái nha. Giá của nó em báo luôn. Giá của nó sẽ là 50 ngàn nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái combo. Combo 10 cái đầu nhá. 10 cái đầu tưới cây nhỏ giọt nhá. Đấy, nó nhỏ giọt như em vừa quay đấy. Nhỏ giọt. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 10 cái. 50k 10 cái thì bán theo một bịch nhiều nhá. Bán nó combo một bịch 10 cái không bán lẻ nhá. Không bán lẻ vì giá nó rất là rẻ rồi. Đấy, bán combo tính ra chỉ có 5.000 một cái thôi. Đấy, bán một lúc là combo 10 cái nha là 50.000 nhá. Đấy, 10 cái nhỏ giọt. Đó, combo 10 đầu tưới cây nhỏ giọt nhá. 50.000 10 đầu. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ combo kìm bấm cúc quần áo này. Đấy, một cái combo sẽ gồm có là một cái túi cúc này. Đấy, một cái túi cúc và đi kèm là một chiếc kìm như này. Thì về các bác sử dụng là các bác chỉ việc cho những cái đầu khuy cúc các thứ vào đây. Các bác cho vào cái phần quần áo, ví dụ đây, ví dụ một cái mảnh vải, một cái miếng chỗ quần áo các bác bấm chưa. Đấy, bình thường là các bác có thể mang ra các bác khâu. Thứ nhất là nó không được chắc chắn, và thứ hai là nó mất thời gian, thì các bác cho vào, các bác bấm cho em cái là xong. Đấy, việc bấm cái là xong, rất ok nhá. Nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà dễ sử dụng thôi. Đấy, vì một bộ này bao gồm là một chiếc kìm này, đấy, một chiếc kìm bấm này, và đi kèm là một cái túi cúc. Thì bên em hay gọi là cái bộ kìm bấm cúc nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kìm bấm cúc. Thì cái bộ này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi, một bộ này là đang gửi bác là đi 40k nhá, 40k một bộ này. Đấy, bao gồm là một kìm một cúc nhá. 40.000 lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kìm bấm cúc nhá. 40.000 nhá, 40.000 một bộ này. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Cái này dùng hay lắm. Đây. Đây chắc chắn là chiếc kìm bấm cúc quần áo mà nhà ai cũng sẽ cần đến nhá. Đi kèm thì shop có tặng luôn cái bộ nút cài như thế này. Mình có thử bấm vào khẩu trang thì quay, bấm một cái là được luôn đấy. Mọi người chỉ cần bấm thêm một bên nữa là có thể đóng lại thôi. Nhưng mà khẩu trang thì quá dễ rồi đúng không? Nên là mình thử với cái áo thun hai lớp này xem sao. Thì đấy nhá, vẫn chỉ cần một lực vừa phải là được thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục lôi cái quần jean ra check thì kết quả vẫn cứ là ok la luôn. Cái kiểu này là mấy quần áo rộng bụng tới công chuyện với mình rồi này. À, với cả mình mới học được cái này khá là hay. Mọi người bấm khẩu trang ấy và cho hạt thơm hoặc là cà phê vào đây, treo trong nhà là giúp thơm phòng và khử mùi tốt lắm nhá. Nhưng mà phải công nhận là cái kìm này xịn, hữu ích, hốt về liền nhá mọi người. Đây đấy, chắc xịn hữu ích không nhá. Và rất là hay luôn. 40.000 một bộ này bao gồm là một kìm và một cúc và một kìm nha. Đấy là 40.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái bộ bản lề nam châm này. Lên mã nha, cho cái bản lề nam châm nhá. Cái này nó hút, nó có lực nam châm hút rất là mạnh đây.
Đấy, nó sẽ gồm có hai miếng nha. Thì về các bác lắp vào, ví dụ như là những cái phần chỗ cánh tủ này, rồi là ngăn kéo thứ này, những cái chỗ mà nó hay bị đẩy ra thì các bác mua cái này về, thì khi vào mà các bác lắp vào một bên nọ bên kia, thì khi mà các bác đẩy vào đó, thấy không, nó sẽ hít vào nhau, cái lực hít nó rất là mạnh luôn. Đấy, bỏ gần gần nhau cái là nó phịch vào nhau này. Đấy, rất là hay. Và đi kèm là nó có cái lỗ để các bác có thể bắt vít, và đây một cái bộ này đi kèm nó có cả vít viết các thứ đầy đủ hết luôn, có cả cái miếng dán. Đấy, bình thường thì nếu mà các bác không có máy vít thì mình có thể dùng miếng dán đi kèm này, còn nếu không thì mình có thể bắt vít nhé. Bắt vít thì nó sẽ chắc chắn hơn đó. Thì một bộ này bên em sẽ bán nó combo là 3 bộ 1 nhé, 3 bộ 1. Đấy, thì giá nó bình dân thôi. Lên mã giúp xem sẽ là cái combo 3 bộ bản lề 500 nhé các bác nhé. Đấy, combo 3 bộ bản lề 500, giá của nó sẽ là đi 45.000 đó, 45k một cái combo 3 bộ nha. Đấy, bán một lúc là 3 bộ luôn nhá, là 45.000 cho 3 bộ bản lề 500 nhá. Giá rất hạt rẻ, về dùng rất là hay luôn. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Mấy cái cửa đây, tủ của bạn mà nó hít mà không chắc thì hãy dùng ở đây bạn. Đây là cái hít cửa nó rất là rẻ đó. Nó hai bên còn 500, mình cần khoan vào bên này rồi bên kia gắn lại đổi nhau là hít vào nhau, nó tay giật mạnh thì ra thôi. Mấy cái cửa tủ của bạn. Đấy các bác nhìn này. Đấy, ví dụ như là bình thường những cái cửa tủ nó không hít được thì các bác muốn hít thì các bác lắp này về. Đấy, một bên nọ một bên kia các bác lắp vào nhá. Và khi mà các bác đẩy nó sẽ hít vào nhau. Đó, thấy không? Các bác nhìn xem hình minh họa, cái video minh họa này. Đó, nó rất là tiện luôn. Về thì rất hay. Cánh tủ này, rồi là cánh ngăn kéo các thứ này. Đó, rất là tiện. Nói chung là lắp nhiều vị trí khác nhau lắm, mà nó nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, dễ dàng sử dụng nhá. 45.000 cho 3 bộ nha. Combo 3 bộ bản lề 500 nhá. 3 bộ bản lề 500. Đó, 45k 3 bộ. Tên nhanh cho bác đó là cái sản phẩm rất là hay, đó là cái vòng gỗ đeo tay nhá các bác nhá. Lên mã em sẽ cái vòng gỗ đeo tay về các bác về làm vòng đeo thời trang, hoặc là lần là hạt làm nhiếc các thứ này, rồi là vòng cho các thầy các sư, nói chung là sử dụng trong nhiều việc này, tụng kinh các thứ này. Đó, rất là đẹp luôn. Nó chất liệu là dạng gỗ hương nhá. Đấy, gỗ hương vân gỗ này rất là đẹp, rất sắc nét luôn nhá. Đó, rất ok. Và đi kèm là một chiếc hộp nha, mình có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em, rất ok. Đấy, một chiếc vòng gỗ đeo tay nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vòng gỗ đeo tay. Đấy, vòng gỗ đeo tay thì em đang bán một cái bộ vòng gỗ đeo tay như này là 40.000 thôi nhá, 40.000 là bao gồm là cả hộp như này luôn nhá, cả hộp như này luôn là 40k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vòng gỗ đeo tay đang gửi bác là 40k một cái vòng gỗ đeo tay này là bao gồm cả hộp luôn. Ở đây em lấy cho bác xem cái vòng này. Một cái vòng này là bữa trước em đã có bác bảo em là đếm bao nhiêu, thì bữa trước em đếm là khoảng tầm hơn 300 hạt này các nhá. Hơn 300 cái hạt này này. Đấy, đây. Nó cả hình hoa thứ rất đẹp luôn. Thiết kế rất rất là sắc sảo, rất là đẹp luôn. Đấy, co giãn mình có thể đeo cổ, đeo tay cái thứ này. Lần chuỗi cái thứ là hạt này, rất ok. Đó. Vòng gỗ đeo tay nhá. Một chiếc này là bao gồm cả hộp luôn là 40.000 nhá. Rồi, một cái sản phẩm rất là cần thiết trong mỗi gia đình mình nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy, lọ test nước pH. Nhà các bác nào mà rất là hay, bây giờ hầu như là những cái các bác hay sử dụng những cái máy lọc nước, mà những cái máy lọc nước đấy mà trong thời gian lâu các bác không bảo dưỡng định kỳ này, thứ hai không thay lõi lọc này, và đặc biệt là những cái lõi lọc mà nó bù khoáng ấy các bác nhá, bù khoáng chất rồi là bù kiềm ấy, mà những cái lõi lọc các bác không thay thì một thời gian sau nó chuyển sang dạng nước axit ấy, là các bác uống nó rất là hại. Đấy, những cái nước là uống rất hại luôn, đặc biệt là ví dụ bệnh tim mạch này, bệnh sỏi thận này, bệnh tiểu đường này, toàn như đấy mà ra luôn. Các bác mua trong cái loại này về. Đấy, khi mà các bác test mà nước của bác mà nó ra màu xanh từ 7.0 trở đi cho đến 10 này thì là nước ok nhá, là nước uống được, nước tốt nhá. Còn nếu mà các bác test mà nước nó từ 6.6 đổ về 3.0 ấy thì toàn bộ nước là nước màu vàng, nước màu axit nhá. Nước màu axit thì uống nó rất là có hại cho sức khỏe luôn. Đấy, đây em đánh dấu rồi này, có gì này. Đấy, nói chung là các bác về cứ nhìn vào cái bảng màu xem, nếu mà các bác test ra cái màu xanh, đấy, màu xanh thì nó sẽ là tốt, còn ra cái màu vàng này thì sẽ là xấu. Đấy, nó sẽ có phân chia từ 7.0 đến 10 thì là ok, còn từ 6.6 đổ về đến 3.0 thì là nước đấy, được các bác cần phải xem xét lại. Các bác có thể là thay máy lọc nước hoặc là thay lại lõi lọc có nhá. Đấy, thì các bác mua cái lọ này về thì khi mà bán thì mình sẽ gửi kèm cho bác một cái bảng màu này để về các bác test, các bác theo dõi ở đây các bác nhìn. Đấy, thì cái này nó rất là dễ test thôi. Về các bác lấy trực tiếp cái nước ở trong cái máy lọc nước nhà các bác đang dùng, đang uống, các bác mở nó ra, sau đó là các bác rõ cho em 1-2 nhọt vào trong cái chén hoặc là cái cốc mà các bác lấy nước từ cái máy ra, các bác lấy ra, và khi mà các bác nhỏ cái này vào thì nước nó chuyển sang màu gì thì các bác so vào cái bảng này cho em. Đấy, nếu mà nước nó từ 7.0 trở đi đến 10 thì là nước ok, nước uống được nhá. Đấy, còn nếu mà 7.0 trở đi đến 3.0 đấy thì nước nó màu sang màu vàng, ngả vàng màu cam một thứ như này thì nước uống
rất là độc luôn. Đấy các bác mua cái bộ này về nhá. Thì một cái bộ như này là chỉ có 20 ngàn thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy lọ test nước pH này. Lọ test nước pH nhá. Giá của nó sẽ là 20k. Đấy thì gửi kèm bên em sẽ có gửi kèm đó một cái phiếu này nữa để về các bác xài. Đó là 20 ngàn một cái bộ này nhá. Đây các bác cùng xem cái thực tế cái video về sản phẩm test cho các bác coi này. Đây. Bác nào cần mua quỳ tím để về test nước nhà mình thì cứ ấn vào giỏ hàng nhá. Quỳ tím test máy lọc nước nhà mình thì nó đổi sang màu như nào thì là đạt tiêu chuẩn thì đây nữa nhá. Test nó về đổi sang màu xanh lá cây nhạt như này thì là nước đạt tiêu chuẩn để uống, có độ pH trung tính 7.0, không mang tính kiềm cao và cũng không mang tính axit thì là uống rất ok. Còn đâu mà dùng quỳ tím test ấy, mà nước nó đổi sang màu vàng ấy, là tính axit thì rất cao thì là không nên uống nhá. Uống thì nó cũng chưa, nó rất hại cơ thể nhưng mà nó cũng chưa hại ngay đâu, nó sẽ ngấm dần dần. Như cái máy này đây em test thì ra nước axit rất nặng, axit này tầm khoảng 4.5 chấm mà uống nước mà đấy các bạn nhìn nhá. Đây anh vừa test này, cái nước là nước màu vàng này, cái nước nó uống rất độc này. Đấy nó sang cái độ pH nó thấp này là đấy, nó chỉ có 43 đến 4.0 này. Đấy cái màu vàng là nước rất nguy hiểm nhá, thì các bác xem xét lại thì mình có thể thay máy lọc nước vào, thay lại lõi lọc coi nhá. Mang tính axit nó cao thì trong thời gian dài rất là không có lợi cho sức khỏe. Nhà bác khách định thế, nhà bác khách này thì máy mới mua được một 5 rưỡi nhưng mà chưa thay lõi lọc lần nào, ra ra một tính ra axit rất nặng luôn. Đây là vòi ra để uống đây, axit này ra axit tầm 3-4. Đây và em lại test cái nước thải nhá, nước thải đi, ra mang tính kiềm, pH trung tính. Nó lọc khoảng lọc với ra lọc ra axit và thải ra kiềm khoáng chất. Các bác nên mua cái dung dịch quỳ tím này về để thử cái nguồn nước nhà mình đang uống nhá. Nếu mà nó ra màu vàng thì là nên kiểm tra lõi và thay lõi đi nhá. Em bán 70k hai lọ nhá. Các bác nào mua hàng thì cứ ấn vào giỏ hàng nhá. Đấy, ở đây là người ta bán 70k hai lọ này, bên em bán là nó chỉ có đi kiểm tra độ pH. Chỉ có là 20.000 một lọ thôi. Về các bác rất là cần. Các bác tham khảo sản phẩm này cho em nhá. Đó. Đây là một lọ dung dịch. Đó rồi, thực tế về sản phẩm nhá. Đó thì về các bác cứ lưu ý cho em là từ 7.0 trở đi cho đến 10 thì là nước uống ok nhá, nước uống thoải mái, đầy đủ khoáng chất để các bác sử dụng tốt luôn. Còn nếu mà nước nó từ 6.6 đổ về cho đến 3.0 này thì là nước rất nhiều chất axit, uống rất độc hại, thì các bác xem xét cho em cái vấn đề này. Đấy thì về các bác test thì nó sẽ ra cái màu nước, về lấy trực tiếp ở trong cái máy lọc nước nhà mình, sau đó các bác test nhỏ 1-2 giọt cái này vào là các bác xài thôi. Là các bác sẽ thấy nó đổi màu luôn. Đó, thì về các bác mua cho em cái bộ này về. Lọ test nước pH nhá, 20.000 một cái lọ nha. Đó, gửi kèm với bác này một cả một cái tờ phiếu này nữa luôn để các bác theo dõi các bác xem. Tiếp theo thì đây, thước đo thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ bác nhá. Đấy, thước đo là bên còn hàng. Bên em thì hiện tại nó có hai mã thước đo. Đó là cái thước 7,5 m và cái thước 5 m, và đặc biệt cái thước bên em thì đang bán với bác là đó là cái dòng thước mà có cả lỗ ban luôn. Đấy thì nó sẽ là hai mặt. Cái mặt trên này của nó sẽ là mặt thước này. Đấy, thì các bác đo bình thường, và mặt dưới này của nó sẽ là đo lỗ ban. Để các bác đo phong thủy này, đấy, tiến bảo đăng khoa tài trí khẩu thiệt lâm bệnh này, nghinh phúc lục hợp này, đấy, tài đức rồi là đỗ đạt các thứ đầy đủ luôn. Nó gọi là cái thước mà phong thủy thì mặt sau của nó sẽ là mặt phong thủy, còn mặt trước để các bác đo bình thường, đấy, đầy đủ hết luôn. Có phần dây đeo lẫy cài rồi phần hãm thước lại, nói chung rất chắc chắn chất lượng. Bên ngoài vỏ bọc cao su chống va đập chống vỡ luôn, thước rất là bền các bác nhá. Con này thì hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đó thì bên em đang có hai mã, là một mã 7,5 m và một mã 5 m này. Còn 5 m này cũng có cả lỗ ban luôn nhá. Đây, lỗ ban đây. Đấy. 5 m và 7,5 m thì em báo giá luôn. Sản phẩm thước 5 m thì bên em đang có giá là 40.000 thôi. Đấy, thước 5 m nhá. Đang có giá là 40.000. Còn nếu là sản phẩm thước 7,5 m thì đang sẽ có giá là 50.000. Đấy, nó chênh nhau 10.000 một con nhá. Đấy, 5 m là 40. Còn 7,5 m thì là 50, thì các bác lấy con nào thì cứ báo cho em, hoặc mình có thể lấy cả đôi tùy nhu cầu nhá. Đây 7,5 m đây thì đang bán là 50.000, còn là 5 m thì đang bán là 40.000. Giá nói chung là giá siêu hạt rẻ luôn đấy. Đấy, giá siêu hạt rẻ để cho bác thợ thuyền anh em công trình các thứ rồi. Đấy, các bác mua về làm sử dụng nhá. 5 m là 40.000, còn cái loại 7,5 m thì đang gửi bác là 50.000 một con thước các bác nhá. Thước có kèm cả lỗ ban luôn nhá, mặt sau lỗ ban, mặt trước là thước bình thường. Đấy, về các bác đo phong thủy rất là tiện luôn, cứ lên mã giúp em sẽ là cái thước lỗ ban nhá, thước lỗ ban. Tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đuôi đèn điều khiển này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn điều khiển nhá. Con này thì em báo giá luôn. Cái đuôi đèn điều khiển này hiện tại em đang gửi bác, giá của nó sẽ là đi 80.000 một cái. Đuôi đèn điều khiển nhá, đuôi đèn điều khiển. Giá sẽ là 80k một cái đuôi đèn điều khiển này, 80.000 một cái thôi. Về dùng rất là hay và rất là tiện nhá. Về các bác mở hộp cho em này. Bên trong này sẽ có là một bộ điều khiển và một cái đuôi đi kèm này. Đấy. Cái điều khiển này các bác có thể điều khiển từ xa và cái đuôi đi kèm luôn.
Thì đây cái đuôi này rất là hay, là về nhà các bác nào mà muốn thay bóng là sẵn nó còn cái đuôi ấy, các bác xoáy trực tiếp cho em, không cần phải đấu dây trước cái lằng nha. Xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ của nhà các bác nhá. Sau đó là các bác cái đuôi còn lại là các bác lắp cho em quả bóng vào, và các bác về lắp pin vào cái công tắc này, và các bác chỉ việc bật tắt ở đây. Rồi ngoài ra là có chế độ hẹn giờ thứ đầy đủ hết luôn. Đấy. Thì một bộ này bên em được các bác là 80.000 nhá, 80.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn điều khiển nhá. Đấy, đuôi đèn điều khiển 80k một cái. Đây em sẽ quay test các bác coi về cái sản phẩm em đang xài này. Đây nhá, đây, em đang xài cái con này đây. Đấy, cái này là cái điều khiển em gắn lên cái chỗ cái cột này. Còn cái con đèn này em đang lắp này. Đấy, lắp con đèn thằng cái anh bật cho bác coi nhá, bật này. Đấy, thấy không? Sáng này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này. Rất tiện dụng luôn. Cái này thì em đã gắn sẵn đây rồi, còn nếu mà không thì mình có thể cầm đi di chuyển mọi chỗ mọi nơi. Đấy, chuyên dùng để các bác điều khiển bóng đèn nhá. Ở đây có chế độ hẹn giờ này, 15, 30, 60 này. Đấy, các bác cứ bấm bao nhiêu phút, sau đó là hết bấy nhiêu phút này nó sẽ tự động tắt đi nhá. Đấy, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tiện cực kỳ luôn, hay lắm. Đó, 80.000 nhá. 80.000 một cái bộ này, bao gồm là một cái tay điều khiển và một cái đuôi đi kèm. Đấy, về các bác lắp vào cái đuôi cũ và các bác lắp bóng đèn, và sau đó các bác cái điều khiển lắp pin và các bác bấm và các bác xài thôi. Móc khóa titan bên em vẫn còn hàng vụ á nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái móc khóa titan này. Đấy, đi em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái móc khóa titan này thì giá bình dân thôi, 10.000 một cái móc khóa titan này. 10.000 một cái nhá. Đấy, 10k một cái móc khóa titan này. Cái móc khóa này về các bác dùng làm nhiều việc lắm. Đó, về mình có thể móc đồ, móc đạc này. Đấy, hoặc là các bác nào mà hay đi du lịch, đi thám hiểm giờ mình mua con móc khóa này về dùng rất tiện luôn. Đấy, con này với là hàng chuẩn móc khóa này. Chứ bình thường các bác mua những cái khóa trên thị trường nó chỉ là móc thôi. Ở đây thì nó sẽ tích hợp là một cái khóa sẵn đây này. Đấy, bình thường là các bác gạt này luôn. Nhưng mà khi mà các bác muốn khóa và các bác xoáy vào cho em là nó sẽ khóa cứng ngắc luôn. Đấy, khóa cứng ngắc luôn nhá. Đấy, rất là hay. Và chất liệu nó bằng titan, siêu nhẹ, siêu cứng, siêu bền nhá. Đấy, mà giá với em thì cũng siêu mềm luôn. 10.000 một cái nhá, móc khóa titan nhá, 10.000 một cái nha. Xả kho luôn các bác, đó là cái mã vỉ đũa Nhật đó nhá, vỉ đũa Nhật 10 đôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ đũa Nhật 10 đôi này, rất xịn sò và cực kỳ đẹp luôn. Con này thì chất liệu của nó là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, bằng sợi thủy tinh và nó chịu được nhiệt độ lên đến là 200 độ C này. Có kiểm soát 99% vi khuẩn và nấm mốc nhá. Bình thường là các bác hay xài những cái dòng đũa gỗ ấy là nấm mốc rất là nhiều. Đấy, nấm mốc rất là nhiều và các bác xài đặc biệt là cái mùa mưa mùa ẩm ấy, nấm mốc nó sinh sôi này nó rất là nhiều mà dùng rất là nguy hiểm độc hại nhá. Thì các bác chuyển cho em sang dùng cái đũa này. Đấy, thì chắc chắn là sẽ có nhiều bác hỏi là cái đũa này gấp nó có trơn không, thì đảm bảo bác luôn là các bác gấp hạt lạc thoải mái luôn nhá. Đấy, hạt lạc là các bác cứ gấp thoải mái cho em luôn, bao dùng bao xài luôn. Nếu mà các bác về gấp mà đũa mà nó trơn em cho các bác giả lại luôn. Đũa thì cầm cực kỳ là sang trọng và lịch sự này, thiết kế rất là đẹp luôn và cầm rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, cầm rất chắc chắn và rất là vừa tay. Hàng đũa của Nhật thì các bác yên tâm về chất liệu rồi, 100% chất liệu bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, không lo nó bị cong vênh này, không lo nó bị nấm mốc này, và dùng rất an toàn cho sức khỏe luôn. Đó, chịu được nhiệt độ lên đến là 200 độ C nhá, dùng rất là đảm bảo sức khỏe. Đó thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ đũa Nhật 10 đôi nhá. Một vỉ này là 10 đôi. Giá của nó thì hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán bác là 50.000 vỉ, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. Chỉ còn có là đi 30k có nhá. 30.000 một cái vỉ đũa Nhật 10 đôi nha. Đấy, 30.000 cho một vỉ đũa Nhật 10 đôi. Đũa thì em quay cận cảnh cho bác đây rồi. Đũa rất là đẹp. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Đấy, về các bác dùng em bảo hành cho bác đũa luôn. Riêng đũa này bên em bảo hành bác luôn, dùng thích lắm. Đấy, mà cái này em đang dùng, em dùng khoảng tầm 3 năm này, dùng thích cực kỳ. Đó. Mà dùng nó bền các bạn, không lo nấm mốc, không lo cong vênh, không lo nó bị hôi đũa nhiều cả, dùng sạch lắm. Đó, dùng sạch sẽ ok. 30k một vỉ đũa Nhật 10 đôi quá nhá. Cái này thì các bác cứ về, nếu mà nhà đông người các bác cứ mua cho em 5-7 vỉ về, các bác thay cho em một loạt cái đũa ở nhà đi. Đấy, mình thay những cái đũa ở nhà. Thứ nhất là nhìn cho đồng bộ, thứ hai là nhìn cho nó đẹp, lịch sự, sang trọng. Đấy, mấy khi mà có khách có khứa đến là nhìn nó đồng bộ, nó đẹp, sang trọng là cũng ưng cái mắt rồi. Đấy, khách khứa người ta đến là cũng ưng cái mắt rồi. Đấy, làm cho em 5-7 vỉ về nó không đáng bao nhiêu tiền, có hơn 100.000 thôi. Về thay một loạt cái đũa nhà, sạch sẽ, dùng ok nhá. 30.000 một vỉ đũa 10 đôi nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái này là cái cây súng mồi lửa này, lâu không quay bác coi này. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây súng mồi lửa nhá. Cây này thì giá cũng hạt rẻ bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây súng mồi lửa này. Đấy, 20k một cái cây súng mồi lửa này, chỉ có 20.000 một cái mà dùng tiện vô cùng luôn. Đó. Về các bác có thể là thắp hương, thắp nến này ở trên bàn thờ này, mình mồi bếp này, mồi lửa, mồi bếp ga, bếp củi, bếp lửa, bếp dơn này, rất tiện dụng luôn. Và cái con này là rất là hay, là khi mà hết ga là các bác có thể là bơm ga lại được. Đây, nó có cái lỗ bơm ga này và sẵn trong này là nó có ga sẵn rồi, thì về các bác có thể xài luôn. Bấm cho em cái này, lên lửa luôn. Bấm cái lên lửa luôn.
đấy, bấm cái lên lửa luôn, rất nhạy nhá. Đây, ở đây là cái phần nút chỉnh nghe to nhỏ, đây là cái nút khóa lẫy. Thì bình thường là bên em gửi đi nó sẽ khóa lẫy lại vào, còn về các bác muốn mở thì các bác đẩy cái này lên đó và các bác bấm cái ra luôn, rất tiện dụng, rất là nhạy nhá. Mà chỉ có 20.000 thôi, mà cái con này nó cầm nó to tát này. Bình thường là các bác cầm những con máy lửa nó rất là nhỏ, nhiều khi các bác để những cái chỗ nào quên tìm đi tìm lại rất là mất công đấy, rồi đặc biệt các bác mắt kém rồi, già cả rồi, đôi khi là tìm những cái đồ nhỏ nhỏ rất là khó tìm, thì các bác mua cho cái con này về, to tát chắc chắn, dễ cầm, dễ sử dụng này đấy. Mà cái đầu nó khá là dài, các bác mồi những phần khe kẽ mình chọc vào mình bấm cái lên luôn đó. 20k một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ được cái cây súng mồi lửa nhá, mồi bếp, mồi nến, mồi hương, để trên ban bàn thờ, để dưới bếp mình mồi rất nhiều thứ luôn. Súng mồi lửa nha, 20.000 một cây súng mồi lửa nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho mã hàng đó là cái cây chổi lông xù. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ được cái cây chổi lông xù. Cái con này nó là dạng cái chổi xù, nhưng mà cái sợi của nó là bằng cái sợi cước nhá, nên các bác xài rất là bền. Đấy, và cái rất hay là các bác có thể bẻ cong đi. Đấy, bẻ uốn cong đi, những cái chỗ vị trí khó là các bác có thể bẻ đi, các bác uốn và để các bác luồn lách cho em. Rất ok luôn. Đó, con này rất là chắc chắn nhá. Mà ở đây nó thiết kế phần đầu này, các bác nhìn này. Đấy, cái phần đầu nó dạng đầu nhọn. Mà đây chỉ cho các bác coi luôn nhá. Ví dụ như các bác có những cái phần khe kẽ mà các bác muốn nó sạch sẽ đi. Đấy, các bác cọ rửa sạch sẽ đi thì đây, các bác sẽ rút cho em đút cái này vào cho em. Đó, thấy không? Đấy, các bác đút hết cỡ vào và các bác giật nó lại này. Sạch sẽ ngon lành luôn nhá. Rất tiện dụng này. Đấy, những cái lỗ nhỏ là nó có thể luồn vào luôn. Đấy, hay lắm. Đấy, các bác có thể về vệ sinh, ví dụ như là rửa xe, rửa cộ này, rồi là mình có thể vệ sinh những cái đồ đạc nhà mình. Đấy, mình cho vào mình tuốt phát là nó sạch luôn. Đấy, nó cái dạng cước nên là cái sợi cước này rất là bền. Đó, thì em báo giá luôn nhá. Đây, nó có phần cán tay cầm. Nó cũng dài đấy, khá là dài, 2-4 khoảng tầm 50 cm nhá. Khá là dài đấy. À, chổi lông xù nhá. Bên em đang gửi bác là chỉ có 30.000 một cây thôi. Đấy, 30k nhá, 30k. Một cái cây chổi lông xù nha, dạng cước nha. Đấy, 30k một cái nhá. À, lên mã giúp cho em đó là cái mã đèn pin độ đầu cảm biến nhá. Con này thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái đèn độ đầu cảm biến nha. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái đèn đội đầu. Đấy, đèn đội đầu cảm biến nhá. Đấy, cảm biến. Giá của nó sẽ là 130.000 một cái này. Đấy, 130k một cái đèn độ đầu cảm biến nhá. 130.000 một cái. Đó, dùng rất là tiện luôn đây. Về các bác mở ra xem. Đó, bên trong thì sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, rồi là cộng dây cáp sạc này. Con này sử dụng cái cổng USB để nó sạc, và chân vào nó sẽ là cái chân Type-C. Và đây là thân đèn chính này. Đó, thì đây bỏ cái dây sạc quên, giới thiệu luôn cho bác cái cây đèn. Cái phần dây đeo đây, dây đeo thì co giãn 4 chiều dạng dây đeo 4D, đeo rất là êm luôn. Đó, và có thể chỉnh được theo cái vòng đầu nhá. Ở đây nó có phần điều chỉnh vòng đầu để các bác tùy chỉnh nhá. Phần chip LED siêu sáng này, các bác nhìn này. Đấy, phần chip LED siêu sáng. Đó, cực kỳ sáng luôn, sáng lắm. Con này sáng bao sáng bác xài luôn. Đó, có thể gặp đi gặp lại rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, hàng chất chắc chắn, cầm đèn nặng trịch luôn. Và đây là cái phần nút bấm này, các bác có thể bật lên này. Đấy, một các chế độ sáng khác nhau luôn, 1 này, 2 này, 3 này, cả nháy như các thứ luôn. Đấy, và con này rất hay là có thể chỉnh pha nhá, chỉnh pha nhỏ vào này, chỉnh pha rộng ra này, là bằng cái thao tác là các bác xoáy trên cái vòng này xem. Đấy, xoáy vòng này là nó sẽ chỉnh pha to nhỏ vào này. Và một cái chức năng rất là hay là khi mà các bác muốn chuyển sang chế độ cảm biến là như kiểu vẫy tay thì các bác bật xem về cái nút wifi này, bật về nút wifi nhá. Đây em sẽ vẫy cho bác coi. Đó, đây, vẫy cái đèn sáng này, vẫy cái đèn tắt này. Đó. Tắt này, sáng này. Đó. Tắt này, đó. Sáng này. Tắt này. Sáng này. Đấy, tắt này. Đó, nó như kiểu ảo thuật đấy các bạn, rất là hay. Ở đây nó có hai con mắt cảm biến này. Đấy, thấy không? Đấy, hai con mắt cảm biến, các bác chỉ việc vẫy tay vào đây cái là nó tự động nó sáng lên luôn. Rất là hay. Đó là cái chức năng cảm biến nhá. Và con này khi mà các bác bật lên nó sẽ báo luôn cả cái phần trăm pin đây luôn, để các bác có thể là biết là nó còn pin hết pin để mình chủ động sạc nhá. Ở đây thì bên hông này là cái phần cổng sạc này, một chân Type-C là sạc vào và một cái chân USB là các bác sạc ra. Thì mình ví dụ như là mỗi lần điện thoại hết pin thì mình có thể cắm vào đây để các bác sạc điện thoại luôn, rất là tiện. Nói chung cũng khá là hay đấy. Đó, một con đèn đội đầu cảm biến nhá, nó có chức năng cảm biến vẫy tay tự động bật tắt khi mà mình vẫy tay đấy. Em vừa quay cho bác coi đấy. Đó, thì sản phẩm này đang có giá là 130.000 nhá. 130.000, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đèn đội đầu. Đấy, đèn đội đầu cảm biến vẫy tay. Đấy, cảm biến vẫy tay bật tắt này. Giá của nó sẽ là 130k một cái đèn đội đầu cảm biến này, 130.000, chắc chắn chất lượng mà rất là sáng luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho mã hàng đó là cái khóa đồng của Đức này. Lên mã nha, em sẽ cái khóa đồng Đức nhá. Cái này em báo giá luôn. Giá bên em đang gửi bác là 130.000 một chiếc khóa đồng của Đức nha. Cứ lên mã em sẽ là khóa đồng Đức này, khóa đồng Đức nhá. 130.000 một cái. Đấy, 130k. Giá cũng rất tốt so với giá thị trường luôn. Đấy, giá thị trường đang bán khoảng tầm 150-200 đấy. Bên em gửi bác giá rất ưu đãi, 130k. Đấy, hàng đây. Made in Germany nhá. Made in Germany, rất xịn sò luôn. Hàng của Đức coi nhá.
Con này thì đặc biệt cho các bác xài ngoài trời dùng thích cực kỳ. Vì con này mà em cũng đang dùng ngoài trời là khoảng tầm là năm nay là năm thứ ba rồi em xài ngoài trời. Bình thường là các bác mua những con khóa ở thị trường, những con khóa sắt thép ở ngoài thị trường ấy, các bác xài một thời gian là rất là nhanh bị rỉ han rồi. Ví dụ đặc biệt là cái thời tiết mà mưa gió nhiều, ẩm ướt nhiều, các bác để một thời gian cái là các bác không phải tra dầu tra mỡ vào là nó rất là khó mở luôn. Nhưng con này này em dùng đến 3 năm nay mà em không có động tí dầu tí mỡ và em không thèm tra luôn, mà kệ nó, mà khóa nó vẫn mở rất là mượt mà ngon lành nhá. Đấy, có phần chống cắt chống trộm này, và cái phần lõi khóa nó rất là to, nó phải lên đến 8 ly nhá. Đấy, lõi khóa rất to, chống cắt chống trộm rất ok. Đấy, và cái phần chìa này thì gửi kèm của các bác là một bộ này bao gồm là 4 chìa. Đấy, 4 chìa luôn, rất xịn sò này. Đấy, hàng mã chìa mã khó mở, size số ít đây này. Đấy, rất ok. Đó, thì một chiếc khóa này giá nó chỉ có 130.000 thôi, giá rất tốt mà sản phẩm cực kỳ chất lượng của bác luôn, made in Gạc Mani nhá, made in Gạc Mani. Lên mã giúp cho em sẽ là các sản phẩm là cái khóa Đồng Đức 130.000 một cái, 130.000 một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái lọ thúc kiến này. Đấy, lọ thúc kiến nhá, thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái lọ thúc kiến nhá, ba lọ thúc kiến nhá. Đấy, bán một lúc là ba lọ luôn nhá, bán một lúc là ba lọ luôn, là ba lọ thúc kiến là đi ba thúc kiến là giá của nó sẽ là 20.000 thôi. Đấy, tính ra vào có hơn 7.000 một lọ nhá, chưa đến 7.000, chưa đến 7.000. Đấy, 7321 mà chưa đến 7.000 lọ, nhưng mà diệt kiến cực kỳ sạch luôn. Đấy, nó là dạng chế phẩm diệt kiến sinh học nhá. Hàng này thì hàng của Việt Nam nhá. Đấy, có địa chỉ sản xuất, số điện thoại đầy đủ hết luôn. Đấy, cách dùng đầy đủ ở trên cái lọ luôn nhá. Thì em hướng dẫn qua các bác luôn, thì về các bác có thấy những chỗ nào nhiều kiến hoặc là hang kiến ổ kiến ấy, thì các bác rõ trực tiếp cái này vào. Nó tinh chất là từ mật mía, mật ong nên là nó dụ kiến vào rất là nhanh luôn. Và khi mà kiến nó ăn vào thì khoảng tầm 2-3 tiếng sau nó di chuyển về tổ, và những cái con kiến ở trong tổ nữa là nó sẽ bị chết lây, chết lan nhá. Đấy, nó sẽ ăn cùng với những cái con kiến này, nó sẽ công những cái mồi nó về cùng, và nó sẽ ăn cùng và nó sẽ chết, là chết một loạt, chết cả tổ luôn nhá. Đấy, chết cả tổ luôn. Đấy, và khi mà chết là nó diệt hết cả tổ, là kiến nó rất là sạch. Đấy, nó không bị kiến lại đâu nhá, dùng thích cực kỳ luôn. Cái này anh em cũng đang thực tế, anh em dùng test khoảng tầm hơn một năm nay rồi mà không ý kiến quay lại luôn, dùng sạch lắm. Đó, thì một cái lọ ba lọ thứ kiến nha, bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 thôi. Thì cái lên mã giúp cho em sẽ là combo ba lọ thuốc kiến là 20.000, thì các bác cứ lấy mấy combo thì cứ báo nha. Đấy, lấy một combo, lấy hai combo, lấy ba combo tùy như cầu. Còn một combo này là bán một lúc luôn là ba lọ nhá, là 20.000. Đấy, dạng chế phẩm sinh học nhá, dùng rất là an toàn cho người già trẻ em này, rồi là con người vật nuôi các thứ, giờ rất an toàn luôn, nó là dòng sinh học mà nên dùng rất an toàn nhá. Ba lọ thuốc kiến 20.000. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây kéo văn phòng này. Lên mã sẽ cái cây kéo văn phòng nhá, kéo văn phòng hàng của thương hiệu Asaka Japan. Cây này chuyên dùng để các bác sử dụng văn phòng, cắt giấy tờ này các thứ này, cắt rất sắc bén luôn. Đây, hàng Asaka Japan, cắt sắc bén lắm, cắt giấy tờ, cắt ảnh giả các thứ, rồi cắt giấy, cắt chiếc, cắt ngọt lắm. Đây, cắt những cái đồ thủ công các thứ, rồi các bác làm thủ công cắt ngọt lắm, con này cắt cực kỳ thích luôn. Đấy, và cái phần tay kéo, độ bấm kéo nó êm ái, dùng thích. Đó, thì một cái cây kéo này nó chỉ có 30.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo văn phòng hàng của Asaka Japan nhá, kéo văn phòng nhá, cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo văn phòng, là đang gửi bác là một cái cây này chỉ có 30.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được cái cây kéo chỉ có 30.000 này mà sử dụng cắt rất nhiều việc luôn, cắt gia đình này, cho các cháu mình làm đồ thủ công, đồ cắt giấy thứ ra tiện tiện dụng nhá, kéo văn phòng. Đấy, kéo văn phòng nhá, 30.000 một cây. Đấy, chuyên dùng cho các bác làm văn phòng cũng hợp lý này, 30.000 một cây. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dây sạc cam này, dây sạc cam ba đầu nhá. Dây này thì bên em vẫn đang niêm yết cái mức giá là tốt nhất thị trường luôn, 40.000 một cái sợi dây nha. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dây sạc màu cam, sạc màu cam ba đầu nhá. Đấy, sạc cam ba đầu 40k thôi, chỉ có 40.000 một sợi dây này. Đấy, 40k một sợi thôi, mà các bác mua một sợi này là sạc một lúc là được rất nhiều thiết bị luôn. Đấy, thì cái nguồn vào của nó sẽ là cái cổng USB, thì về các bác cắm được khá nhiều thiết bị này. Bây giờ rất nhiều thiết bị đã dùng cái cổng USB này, về các bác cứ có cái nguồn điện là có cổng USB này các bác cắm vào, thì khi mà cắm vào nó sẽ ra được ba đầu cắm khác nhau. Đấy, sẽ có đầu Samsung này, đầu iPhone này, đầu Samsung đời mới, đời cũ, đủ cả luôn. Nói chung là chuyên dùng cho các thiết bị điện thoại thông minh bây giờ. Đấy, hầu như là cắm hết nhá, Motorola này, rồi là LG, Sony, rồi là iPhone, Samsung, Oppo, tất cả các dòng máy là đều dùng hết luôn nhá. Đấy, những con sản phẩm này dùng hết luôn. Đấy, chuyên dùng cho các máy. Đấy, bình thường là các bác chỉ xài được một dây thôi, nhưng con này là các bác xài được 3 dây luôn, mà xài một lúc là sạc được 3 máy luôn. Đấy, 3 máy với 3 chân máy khác nhau nhá.
Đấy, 3 chân máy khác nhau. Rồi, lên mã em sẽ cái dây sạc cam 3 đầu 40.000 một dây này. Và cái, bây giờ là nó sản xuất theo cái dạng là siêu bền. Đấy, cái phần dây của nó này thiết kế theo cái dạng gọi là silicon, nên khi mà các bác xài không lo nó bị gập gãy, không lo nó bị vấn đề gì nhá. Các bác ngay các bác nhìn cái phần đấy nó thiết kế này rất chắc chắn luôn. Cái phần 1 ra 3 thiết kế rất chắc chắn luôn này, đúc liền cao su luôn, chắc chắn. Con này các bác dùng thì nói chung là bền vĩnh cửu, không biết đến lúc nào phải hỏng luôn. Cầm một cái sợi dây này, siêu bền, siêu chắc chắn nhá. 40k một dây, dây sạc cam 3 đầu nhá. Tiếp theo thì lên luôn đấy bác, đó là cái bộ vít V50 này, cái bộ này lâu không quay đấy bác này. Bộ này cũng xịn này mà dùng ok. Đây. Bộ này thì các bác cứ lên mã giúp xem cái bộ hộp vít V50 nhá. Nó sẽ gồm có là 50 cái đầu vít. Đấy. Đây, quá xịn luôn. Để chuyên dùng cho anh em thợ thuyền, rồi các bác xài nhiều thì các bác mua trong bộ này. Đó, một loạt này của dưới nó sẽ là cái đầu hoa thị này. Đấy, và trên này thì sẽ có những cái đầu, ví dụ là đầu ba ke này, đầu u này, rồi là những cái đầu dị dị này. Đấy, bộ này thì cũng khá là đầy đủ đấy. Về các bác xoáy những con ốc dạng ốc hiếm ấy là nó cũng có luôn đấy các bạn. Con ốc hiếm này là cũng có luôn này. Đây này. Đấy. Đây, những cái con ốc chéo này thì các bác kiếm rất là hiếm đấy này. Đây này, con này nó có luôn này. Đấy, nói chung là bộ này 50 đầu. 50 đầu nhá. Bộ vít V50. Các bác cứ lên mã cho em cái bộ 50 mũi vít nữa nhá. 50 mũi vít V50 đi. Giá của nó đem báo luôn 170.000 bộ thôi, chỉ có 170.000. Đấy, bác nào mà xài mà cần nhiều loại mã đầu vít khác nhau để các bác xoáy nhiều loại ốc khác nhau, các bác mua trong bộ này nhá. Đấy. Cái con này thì cái chân của nó sẽ là cái chân lục giác, chân 635, để các bác có thể mất máy khoan pin, máy khoan cầm tay là cho em thoải mái luôn. Đây. Đấy, và cái hay của cái con này là cái dòng này là cái đầu vít của nó rất là dài, những cái vị trí ở trong lỗ sâu là các bác vẫn có thể xỏ vào, các bác xoáy được nhá. Rất ok luôn. Đó, thiết kế cực kỳ chắc chắn, đẹp, chất lượng mà đựng trong hộp rất là đầy đủ, chỉnh chu, chi tiết luôn. Đấy, nó có phân loại các thứ đây này, đầy đủ hết luôn, số má đầy đủ hết luôn nhá, để cho các bác xài, các bác phân loại nhá. À, bộ vít V50 nhá, một hộp này là 50 đầu vít nha, là 170.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây kéo tỉa này. Lên mã cho cái cây kéo tỉa lông cừu nhá. Đấy, kéo tỉa lông cừu, hoặc các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo tỉa. Giá của nó thì em báo luôn. Cây này thì giá của nó sẽ là 110.000 một cây, kéo tỉa này. Kéo tỉa dài 34 cm nhá. Giá sẽ là 110k, hay còn gọi là kéo tỉa lông cừu. Cái này thì bên Nhật người ta chuyên dùng để sản xuất bán ở những cái nước mà hay có lông cừu để người ta cắt xén ấy, dùng thích lắm, sắc cực kỳ luôn. Đó. Kéo tỉa dài 34 cm, 110.000 một cái nhá. Đấy, hàng của Nhật, made in Japan. Xịn cực kỳ luôn. Sắc bén vô cùng. Đây, made in Japan, con này sắc lắm, dùng thích cực kỳ. Hàng này sẽ là hàng khâu khóa đồng nhá, xịn. Đấy, bao dùng bao sàn bác luôn đây. Lấy bác cái giấy bóng này, cắt cho bác luôn này. Có thấy không? Giấy bóng nó cắt như này thì cái loại lá cây rồi là những cái loại lông kêu thì nó cắt phát một, sắc lắm, dùng thích cực kỳ luôn. Đây. Đấy, cắt ngọt cực kỳ luôn. Đây, biểu diễn lại bác xem phát nữa này. Đấy. Cắt lên quá dã man, lưỡi rất sắc bén nhá, lưỡi sắc lắm, dùng thích lắm. Đó, hàng made in Japan. Rồi em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ cái cây kéo tỉa. Kéo tỉa dài 34 cm nhá, dài 34 cm. Con này tổng chiều dài là 34, phần lưỡi của nó dài là 20. Đó. Giá của nó sẽ là 110.000 một cây này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ tô vít xanh, hay còn gọi là cái bộ tô vít 32 chi tiết đây này. Đấy, bộ tô vít 32 chi tiết, bộ này cũng rất là hay. Về các bác xoáy những cái đồ nhỏ nhỏ, ví dụ như là những cái đồ điện tử linh kiện nhỏ nhỏ này thì cái con này là nó xài ok này. Đấy. Nó sẽ gồm có là một cái cây vít này, đấy, một cái thân vít này, đi kèm là một cái đầu nha. Đấy, một cái đầu thân vít này, thanh vít và những cái đầu vít đi kèm. Đấy, những cái đầu vít đi kèm. Bộ này sẽ gồm có rất nhiều đầu vít khác nhau, nó rơi khoảng tầm là 30 đầu vít đấy, 30 đầu vít và một cái thân vít này, các bác xoáy này. Đấy, có những cái đầu nhỏ nhỏ xíu thôi. Những cái đầu nhỏ xíu này rất là hay nhá. Các bác bình thường các bác kiếm rất là khó, con này nó có này. Đấy, các bác xoáy những vị chú như là đồng hồ này, điện thoại, rồi những cái thiết bị điện tử linh kiện nhỏ, nó cần những con đầu vít nhỏ thì đây, nó có luôn nhá. Dùng hay lắm. Đó. Bộ này em cũng đang dùng một bộ tiện cực kỳ luôn. Đấy, thì nó sẽ gồm có rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá. Đấy, lục giác hoa thị, rồi là đầu cộng, đầu trừ đủ cả luôn. Đấy, nó khoảng tầm 30 đầu vít nhá, 30 đầu vít. Và đi kèm là cái thân vít này nữa thì các bác cứ lên mã giúp cho em cái bộ tô vít xanh. Bộ này thì giá cũng bình dân thôi, chỉ có 40.000 một bộ nhá. Đấy. Cứ lên mã giúp cho em cái bộ tô vít xanh hoặc là tô vít 32 chi tiết cũng được. Đấy. Tô vít 32 chi tiết được, tô vít xanh nhá.
em hay gọi là tô vít xanh. Đấy, tô vít xanh hoặc là tô vít 32 chi tiết, giá của nó sẽ là 40.000 bộ thôi, chỉ có 40.000. Về các bác xài gia đình là rất hợp lý rồi. Rồi anh em thợ thuyền, đồ đúng rất là cần nhá. Đây, đấy, trong chiếc hộp nhỏ nhỏ nha. Dùng xong là các bác lại cất vào trong hộp này rất là tiện, đỡ bị rơi vãi linh tinh nhá. 40.000 một cái bộ như này nhá, tô vít xanh hoặc là tô vít 32 chi tiết cũng được. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mang đó là cái bộ ví nâu này, bộ bấm móng nóng ví nâu nhá. Bộ này thì cũng giá bình dân thôi, chỉ có 40.000 một bộ này. Đấy, cứ lên mã giúp cho em xem lại cái bộ bấm móng tay ví màu nâu. Đấy, của nó là màu nâu mà. Đấy thì đây, thiết kế rất là đẹp nhá, đựng một trong một chiếc ví màu nâu, thiết kế họa tiết hoa văn rất đẹp luôn. Và bên trong mở ra thì là những cái chi tiết để các bác có thể dùng về để cả gia đình nhà các bác mình xài luôn. Ví dụ như là đàn ông thì hay dùng những cái bấm móng tay móng chân này, rồi là đàn bà thì hay dùng những cái kìm cắt lấy da chết này, những cái đồ rũa móng tay này, rồi là có nhíp kẹp này. Đấy, rồi là đồ nặn mụn lấy dái tai, nói chung là dùng cả gia đình nhà mình luôn, đàn ông đàn bà phụ nữ người lớn trẻ em dùng hết luôn, người già dùng hết luôn nhá. Thì một bộ này là chỉ có là đi 40.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp xem cho cái bộ ví nâu nhá, bộ ví nâu, ví bấm móng tay màu nâu nhá, ví bấm tay màu nâu, giá của nó là 40.000. Đấy, 40.000 một bộ này, cứ lên mã giúp cho em xem cái bộ ví bấm móng tay màu nâu. Đấy, đây xin quay cho bác xem một lần nữa này. Đấy, gồm rất nhiều chi tiết khác nhau nhá, về các bác sử dụng chuyên dùng để làm móng chân móng tay rất đẹp luôn. 40k bộ, tiện cực kỳ mà giá hạt rẻ bình dân. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái này, cái cây kéo gà của Nhật này. Đấy, lên mã em xem cái cây kéo của Nhật nhá. Đấy, hàng Japan, chất thép SK5 nhá, siêu sắc bén và dày dẫn luôn, sắc là cắt cực kỳ ngà luôn, cắt rất thích nhá. Đây, cắt té ba con này, cắt giấy này. Đấy, thấy không, cắt ngọt lắm. Con này chiến gà khoảng tầm 3-4 cân nhá, là vịt gà các bác, thứ là các bác cắt xương các thiết thứ cho em thoải mái luôn, cắt cực kỳ ngọt ngào. Ngoài chức năng là cắt kiếc rồi thì nó có chức năng ở cái phần răng cưa là cái chức năng đánh vảy cá nhá, các bác có thể dùng cái phần này, các bác có thể đánh vảy cá rất tiện luôn. Và một cái chức năng rất hay nữa là các bác hay ăn cua ăn ghẹ, và các bác hay có những cái dạng càng kiếc là các bác cho các bác kẹp này, hoặc là ví dụ những cái hạt rắn, ví dụ như hạt óc chó này, các bác cho các bác kẹp xem. Đấy, vỡ tan ra luôn nhá, thích cực kỳ. Nói chung là rất nhiều chức năng khác nhau trong một chiếc kỳ kéo cắt gà này. Đấy, hàng của Nhật nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo cắt gà nhiều chức năng, giá của nó thì em báo luôn 130.000 một cái, 130k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo gà Nhật nhá. Đấy, kéo gà Nhật, cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả rất ok. Đấy, 130k. Nói chung là các bác sử dụng nhà bếp thì các bác chỉ cần dùng một cây này thôi, các bác không cần nhiều. Đấy, chỉ có một cây này thôi các bác sử dụng cho em là đầy đủ các việc luôn. Hành hoa lá, rồi là cắt xương, cắt thịt các thứ cho em cũng quá ok, rồi là kẹp cua kẹp ghẹ đa năng luôn nhá. 130.000 một cây. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo gà Nhật 130k. Cửa bạc này, bộ này thì lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ chốt cửa bạc nhá. Đấy, bộ chốt cửa bạc, bộ này thì giá của nó sẽ là 30.000. Về các bác lắp đặt vào những cái cửa sổ này, cửa nọ cửa kia các thứ này, cửa tủ rất tiện dụng luôn. Đấy, chốt cửa bạc nhá, chốt cửa bạc, giá của nó sẽ là 30.000 một cái bộ này. Đấy, chỉ có 30.000 thôi, giá rất là rẻ bình dân. Đây, em sẽ quay chi tiết cho bác coi về cái sản phẩm này, dùng hay lắm. Con này lắp đặt dễ dàng. Đấy, đi kèm có cả ốc vít cho bác về các bác lắp luôn này. Thì nó sẽ có hai cái phần nha. Đấy, một phần cánh bên trái, một phần cánh bên phải, thì các bác xem ở cái phần khóa thuận tay nào các bác lắp này. Đấy, con này khi mà các bác đẩy tủ vào, đẩy cái cánh cửa vào thì nó sẽ sập nha. Đấy, thì nó sẽ tự động nó khóa luôn. Đấy, và lúc nào các bác muốn mở thì các bác kéo này ra. Đấy, nó ở đây có một cái lò xo này. Đấy, lò xo. Đấy, thì các bác kéo ra là sẽ các bác mở ra, còn khi mà các bác đẩy vào thì nó theo cái chiều nó cái hệ trượt nha, các bác trượt vào đó là nó sẽ sập luôn, rất hay nhá. Đó, thì một bộ này là 30.000 nhá. Lên mã như em xem cái bộ chốt cửa bạc nhá, nhá. Chốt cửa bạc đang gửi bác là 30k một bộ nhá. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Về lắp đặt rất là dễ dàng. Về khoan cái lỗ bắt con vít là xong. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem họ lắp đặt nhá. Đấy, thì đây các bác bắt cho em vít một bên này. Đấy, còn bên còn lại các bác bắt còn lại này. Đấy, khi nào muốn mở các bác kéo ra, còn khi nào muốn nóng các bác ấn nó vào. Đấy, tự động nó sẽ khớp vào luôn. Khớp lạnh luôn nhá nhá. Đấy, khớp luôn. Rất hay, rất thông minh luôn, cực kỳ là tiện nhá. Đấy, đây các bác cùng xem này. Đấy, lắp một bên này, còn bên còn lại lắp bên kia vào này. Đấy, lắp vào, sau đó muốn mở các bác kéo cái ra, còn lúc nào muốn đóng có chỉ việc ấn cho em nhẹ một cái là nó sẽ khớp vào ngay đó, thấy không. Đấy, lắp vào cả những cái chỗ cửa chuồng các thứ là cũng rất ok. 30.000 một cái nhá, chốt cửa bạc nhá, 30.000 một bộ. Thế nào thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy vít này.
em báo giá luôn, lên mã cho em xem cái máy vít pin. Đấy, máy vít pin. Máy vít pin này thì giá bình dân thôi, 130.000 một cái máy này. Đấy, 130k một cái máy vít pin nha. Dùng cực kỳ thích luôn. Xài gia đình này, anh em thợ thuyền dùng ok. Con này là ưu điểm của nó rất là nhỏ gọn này, mà thứ hai là nó chạy bằng pin nhá. Nó chạy pin thì khi mà hết pin các bác lại sạc vào các bác xài thôi. Và đi kèm với bên nhà xuất thì sẽ có tặng kèm thêm các bác là hai cái đầu vít nha. Đấy, một bộ nó này. Và đi kèm là một cái cọng dây cáp sạc này nữa. Đó, một cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn sạc là cái nguồn chân USB. Nguồn về các bác cứ coi chân USB này, có cục sạc điện thoại 5V ấy, là các bác cắm vào, sau đó các bác cắm vào đây. Đó là cắm sạc nó thôi. Đấy, và lúc nào mà các bác dùng đầu vít nào các bác lắp vào đây. Đấy, vào các bác xoáy lên. Đấy, có phần đảo chiều nhá. Xoáy vào này, xoáy ra này. Đấy, mỗi lần bấm là có điện báo đầy đủ hết luôn. Con này cái mô men xoắn của nó cực kỳ khỏe đây, em biết tay bác con này. Đấy, đây em đang bóp tay rất chặt này. Đấy, mô men xoắn khỏe lắm, dùng thích lắm, khỏe cực kỳ, xoáy rất ok. Đấy, các bác xoáy những cái đồ gia dụng các thứ này, xoáy rồi là rất nhiều thứ khác nhau. Đồ điện, đồ gia dụng, đồ gia đình này, anh em thợ thuyền xoáy ok, nhẹ nhàng tình cảm nhá. Mang đi mang lại rất là tiện rồi là xoáy gia đình rất là ok. 130.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là máy vít pin. Đấy, có đi kèm là 20 vít cả dây sạc các thứ luôn, là 130k một cái này. Tiếp theo thì về tiếp tục cho các bác cái mã đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật này. Đấy, lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật nhé. Lọ này dùng thích lắm. Đây, lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật. Một lọ này là 12ml. Hàng này thì của thương hiệu là Roto. Roto được các bác nghe biết rồi. Cái thương hiệu rồi, rất nổi tiếng. Chuyên về những cái sản phẩm về thuốc bổ mắt, thuốc nhỏ mắt rất nổi tiếng trên thế giới rồi. Và đặc biệt là sản phẩm này đến từ thị trường của Nhật Bản nhé. Đấy. Cái sản phẩm thì chứa toàn bộ những cái vi chất, những cái thành phần rất bổ cho mắt, ví dụ vitamin E này, B6 này, natri là muối này, rồi là kali, rất bổ cho mắt luôn, rất tốt cho mắt luôn, giúp hỗ trợ các bác này mắt sáng hơn này, mắt trong hơn này. Đấy, mắt đỡ đau này, rồi là tăng sức đề kháng cho mắt các nhá. Đó thì một cái lọ này thì em báo giá luôn, một lọ này thì sẽ có dung tích là 12ml. Đấy, các bác xài được rất là lâu, 12ml thôi, nhưng mà mỗi lần các bác giỏ 1-2 nhọt thôi, nhưng mà dùng rất là lâu luôn. Đó thì giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái thuốc nhỏ mắt của Toro nhé các bác nhá. Đấy, Toro. À, Roto nhá các bác nhá, Roto. 60k một cái lọ thuốc nhỏ mắt này các bác nhá. Kem răng của Nhật này cũng tiếp tục hàng về nhá. Một lọ này thì sẽ có trọng lượng là 170g, xài cũng rất ok luôn. Đây, đấy, hàng của thương hiệu Santa. Đó, đến từ thị trường của Nhật các bác nhá. Một lọ này là 170g, dùng thích cực kỳ luôn. Nó là dạng kem đánh răng muối nhá, rất tốt cho lợi níu của bác này. Đấy, các bác hay bị chảy máu chân răng này, đau lợi, đau níu, các bác xài trong cái dạng này dùng thích cực kỳ luôn. Đó, và nó có một cái vị mặn vừa vừa. Đấy, dùng thích, dùng nghiện luôn đấy. Các bác mà lâu lâu không đánh các bác nhớ vị luôn đấy. Cái này em đang xài mà dùng nghiện luôn, dùng thích lắm, đánh cực kỳ sạch. Mà các bác đánh xong cảm giác các bác thoải mái, nhẹ mồm nhẹ miệng luôn, mà đánh rất sạch luôn nhá. Đó. Kem đánh răng của Nhật nhá. Một típ này là 170g, em báo giá luôn. Giá thì cũng đang gửi bác giá rất tốt, 60k một típ kem đánh răng của Nhật nha. Đấy, 60k một típ nhá, dùng thích cực kỳ, chuyên dùng về cho dòng kem đánh răng của Nhật nhá, dùng thích lắm. Mỗi lần có khi em bán cả 5-7 lọ một ấy, bán được dã man luôn. Đấy, các bác dùng phản hồi rất ok. Rồi tiếp theo thì em về thêm cho bác đó là cái mã bàn chải điện này. Đấy, bàn chải pin các nhá, bàn chải điện, bàn chải pin ấy. Đó, con này bán khá là nhiều, dùng hay lắm. Nó sử dụng cái dòng sóng siêu âm nhá, nên khi mà các bác đánh rất sạch luôn. Đấy, đánh rất sạch luôn. Bình thường những cái con bàn chải bình thường là các bác cứ hay dùng để chà, nhưng con này nó là sử dụng cái dòng sóng siêu âm. Nó cái độ rung của nó lên đến là 32.000 vòng trên một phút này. Đấy, độ rung cực kỳ khỏe luôn. Tí nữa sẽ test cho bác coi. Nó rung, nó đánh tan những cái phần mảng bám ở trên cái phần răng lợi của bác nhá, giúp răng lợi của bác sạch hơn. Đấy, mà nó kiểu đánh khoa học đời mới. Đấy, giúp bình thường là các bác hay dùng những cái bàn chải kia, các bác đánh nó rất hay bị xước lợi, chảy máu chân răng, nhưng các bác chuyển sang dùng cái bàn chải này là cái vấn đề chảy máu chân răng thứ là nó không còn nữa luôn. Đấy, mà nó sử dụng dòng sóng siêu âm thì nó rất là tốt các nhá. Đấy, đánh không bị lo xưng lợi, xước lợi. Đây thì một cái bộ này sẽ đi kèm bác là 4 cái đầu bàn chải luôn này, 4 đầu bàn chải này, một cọng dây cáp sạc nhá, một cọng dây cáp sạc và một cái thân bàn chải này. Thì đây em sẽ tiến hành lắp cho bác coi. Đấy, về các bác lắp nó vào này. Đấy, và lúc nào mà các bác muốn sạc thì các bác rút cái ra, cắm cái sạc này vào. Đấy, là các bác xài thôi. Đi kèm nó sẽ có cái dây sạc này. Đấy, sử dụng nguồn điện 5V nhá. Về các bác có những cục sạc điện thoại cắm vào là sạc. Con này các bác sạc một lần xài chắc về cả nửa tháng luôn. Pin trâu lắm. Pin trâu cực kỳ. Đấy, đây. Đó.
chạy này. Đó thì con này nó sẽ có rất nhiều chế độ khác nhau nhá các bác nhá. Rất nhiều chế độ khác nhau. 1 2 3 4 5 6 7 này. Đấy, rất nhiều chế độ khác nhau nhá. Thì các bác xem phù hợp cái chế độ nào thì các bác đổi qua cái chế độ các bác dùng nhá. Nó có chế độ là rung mạnh, rung nhẹ, rồi là rung giật lên này, là rung giảm đi các thứ dần, thì nó nhiều chế độ đây. Thì về các bác cứ xem phù hợp chế độ nào thì mình bấm sang chế độ đấy các bác xài nhá. Đấy, và đây em nha. Các bác muốn tắt thì các bác giữ lì, muốn bật thì các bác bấm một lần. Đấy, còn muốn chuyển chế độ các bác bấm nhiều một lần nữa, còn muốn tắt thì giữ lì cho. Đó, và đây sẽ test bác về cái độ rung của nó này. Con này rung khỏe lắm. Đấy các bác nha. Đấy. Các bác không cần phải đánh, bình thường là các bác cứ phải di đi di lại răng răng nhá. Đây con này các bác chỉ việc dí vào răng rồi thôi. Đấy là nó sẽ có lợi dụng cái sức rung, cái độ rung sóng âm này thì nó sẽ đánh tung màng bám nhá. Đấy rung thích lắm. Đấy, đây. Đấy, những cái chế độ này bên dưới nó giảm đi này. Đó. Đó, thấy không? Đấy, mạnh nhất này. Đấy, các bác nghe tiếng không? Đó, rồi, đấy là về cái độ rung của nó nhá, rung thích cực kỳ. Đó thì em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ được cái bàn trải điện nhá, bàn trải điện. Giá của nó thì độ rung lên đến 32.000 vòng trên phút này, bàn trải điện này. Giá của nó sẽ là 60k. Đấy, 60.000 một cái bộ này. Đấy, dùng thích cực kỳ luôn. À, đó là cái chai xịt hôi chân này. Đấy, chai xịt hôi chân dành cho bác nào mà hay đi giày giếc các thứ, đi tất rồi lại đi làm, mình hay đi giày giếc nó hay bị hôi chân, thối chân, thì các bác mua trong cái lọ này về các bác xịt nhá. Đấy, con này mùi hương rất là thơm và nó chứa một cái hàm lượng nano bạc nhá. Đấy, nano bạc, và khi mà các bác xịt vào thì nó rất là khô thoáng, dùng cực kỳ thích. Đây này, AG cộng nano bạc này. Đấy, nó sẽ tiêu diệt những cái vi khuẩn này, những cái con nấm bệnh mà nó gây hôi chân, thối chân nhá. Đấy, và khi mà các bác xịt cái này mà các bác đi, nó cảm giác chân của bác nó rất là bị nó cảm giác là rất là khô chân, thoáng chân, nó không bị hôi nữa các bác nhá. Dùng thích lắm, cái này em cũng đã dùng thực tế rồi, dùng thấy rất là ok. Đấy, đi giá bình dân thôi. Hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước cái chai này đang bán là đi 40.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, giá chỉ còn có là đi 20.000 một chai. Đấy, 20.000 cho một cái chai xịt hôi chân này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt hôi chân, thối chân nhá. Giá đang gửi bác là 20k. Đấy, chỉ có 20.000 thôi. Giá này đang được giảm rất tốt luôn đấy. Đây các bác hướng dẫn sử dụng thì các bác chỉ việc là bình thường là các bác hay cầm như này các bác xịt đúng không? Đấy, nhưng mà xịt nó lại, nếu mà các bác muốn xịt trong gầm giày thì các bác dốc ngược nó xuống, sau đó các bác ấn vào cái đế giày thì nó sẽ phun vào bên trong. Đấy, đúng như trên hình các bác đang coi này. Đấy, trên hình ở trên cái chai sản phẩm nó có này. Về các bác cứ dùng đúng thế là xong. Đó, lắc đều trước khi sử dụng nhá. 20k một chai, đang giảm giá xả kho rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt hôi chân, thối chân nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, bình thường là các bác hay giặt giày là các bác cứ phải mang ra nước các thứ này, các thứ rồi là các bác mang ra tiệm các bác giặt, thứ nhất là vừa mất công, thứ hai vừa mất tiền. Mà đặc biệt là các bác giặt nước ấy, nghĩa là rất là nhanh hỏng giày, rồi là nó đợi rất là lâu khô. Thì các bác mua cho em cái chai xịt này về, nó là cái công nghệ giặt khô giày nhá, giặt giày khô, nó không phải là giặt giày dạng nước nhá, nó là dạng khô ạ. Đấy thì dùng thì các bác lắc đều lên, sau đó là các bác xịt trực tiếp vào đôi giày của bác nhá. Đấy, trực tiếp vào giày thì nó là dạng bọt nha. Đấy, trực tiếp vào cái bọt này vào đôi giày, sau đó các bác để nó tan bọt ra, và các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm, các bác cọ đi. Đấy, cọ kết hợp cùng với cái bọt này. Đấy, thì nó sẽ đánh tan những vết bẩn nhá. Và sau đó là các bác dùng cho em một cái vải thật khô, cái vải thật khô thật là mịn nhá. Đấy, sau đó là các bác lau hết cái những cái bọt đi là rất là sạch luôn. Và cái đôi giày đấy là các bác sau khi các bác đánh rửa là các bác có thể dùng và các bác đi được luôn nhá, rất là nhanh tiện lợi, nó không bị ướt nhá, không bị ướt giày, không phải đợi chờ nó mất thời gian. Và cái con này nó mùi hương chanh. Đấy, mùi hương chanh rất thơm nhá, mùi hương chanh thơm lắm. Một chai này là 300ml. Đấy, chuyên để các bác giặt giày dạng khô nhá. Đấy, giặt giày dạng khô thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai giặt giày khô. Đấy, chai giặt giày khô này, giặt giày khô. Bình thường là các bác hay giặt nước, nhưng con này là chai giặt giày dạng khô, có thể sau khi giặt xong là mình dùng được luôn, xài luôn, không cần phải phơi phiếc gì cả. Giá hôm nay em xả luôn. Bữa trước đang bán là 100.000 một chai, hôm nay em về đó mức giá rất dễ mua. 70k nhá, 70k một cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, về cứ làm như vừa nãy em hướng dẫn đấy. Đấy, các bác xài thôi. Đây các bác cùng xem được tí video về sản phẩm này, dùng thích cực kỳ. Đây. Xịt bọt lên các vết bẩn trên giày, sau đó là trà trong khoảng 5 đến 10 phút thôi là giày sẽ sạch lên rồi, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, thay vì phải giặt một đôi giày và chờ khô rất lâu. Thế này thì ngồi một lúc phải. Đấy, các anh nhìn này, đấy, trước khi giặt này rất là bẩn, nhưng mà sau khi giặt cái nhìn rất là mới luôn, sạch lắm. Cái này em xài rồi mà dùng thích cực kỳ luôn, mà rất là tiện nhá. Các bác không cần phải đợi chờ gì đâu nha, chỉ việc là giặt sau đó các bác xài luôn. Đấy. Vệ sinh được 10 đôi. Một chai này dùng được khoảng 5 lần vệ sinh. Đấy, rất ok rồi. Chai xịt giặt giày khô nhá, đang xả kho. Chỉ còn có là đi 70.000 một chai thôi, dùng rất là lâu luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũi vít V7 này. Đấy, em báo giá luôn nhá. Bộ này hôm nay cũng đang được giảm giá xả kho, và
Bữa trước cũng đang bán hết hàng thì hôm nay hàng nó lại tiếp tục về này. Các bác cứ lên mã giúp em xem cái bộ mũi vít V7, nó sẽ gồm có là 7 cây thì em hay gọi là mũi vít V7 nhá. Em báo giá luôn. Bộ này thì bữa trước đang bán hình như là cũng 90.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 60.000 một bộ thôi. 60.000 một bộ nhá. Đấy các bác không nghe nhầm đâu. Giá cực kỳ yêu thương. Để dưới tay bác nhá, bóc cho bác một bộ này. Một cái bộ này nó sẽ gồm có là 7 cái đầu vít. Đấy 7 cái đầu vít khác nhau. Đó, hàng này của nó hàng thanh lý siêu thị rất xịn sò. Đây, đấy, 7 cái đầu vít khác nhau nhá. Cái đầu này dài, đầu nhất dài của nó rơi khoảng tầm là đi 15 này. Đây để em lấy thước đo cho bác con. Đó thì cái đầu dài nhất của nó vào là 15. Đấy, 15 xong rồi đến khoảng tầm 12 này rồi là 9 này. 9. Vừa vừa đây có 7 này, 6 này. 4 này, rồi là có 2 này. Nói chung là nhiều cái chiều dài khác nhau lắm ạ. Đấy thì nó sẽ gồm có là 7 cái mũi nha. Đấy 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái đầu vít nhá. Đây để em sắp vào nhìn cho nó đồng bộ như nó đẹp này. Đấy, nói chung là các bác mua một bộ này về mà anh em gia đình này. Đấy các bác sử dụng gia đình này. Rồi anh em thợ thuyền xài cho em bộ này thì quá ok luôn. Đấy. Cái chân của nó sẽ là chân lục giác nhá, chân 635. Về các bác có thể lắp vào máy khoan bin, máy khoan cầm tay rồi là những cái con mà nó hỗ trợ cái chân lục giác này các bác lắp vào nó rất là ok này. Đấy, lắp vào vừa khít khít luôn nhá. Chân 635 chân lục giác ấy. Đấy và đây là những cái đầu vít của nó, cái đầu vít của nó có những cái khe kẽ này này để khi mà các bác xoáy con vít nó không bị trượt các bác nhá. Đấy, bình thường là các bác xài những con vít truyền thống ở nhà là đầu nó phẳng lì luôn, các bác xoáy rất hay bị trượt đầu vít như con này này. Đấy, nó thiết kế những cái khe rãnh này, các bác xoáy không bị lo trượt đầu vít nhá. Đó thì một cái bộ này gồm 7 mũi vít như này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi mà tội gì các bác không mua. Đấy. 2 4 6 7. Đấy, 7 đầu vít nha, nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, bộ này các bác mua thị trường khoảng tầm 150.000 cho đến 200.000 bộ luôn. Mình em xả kho. Hàng là hàng ôm lô thanh lý này, giá nó rất là hạt rẻ. Đấy các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Bữa trước đang bán là hết hàng đấy. Không có hàng đều đâu ạ. Đấy hàng thi thoảng nó về đâu ạ. Đấy nên các bác bữa nào hôm nay các bác nào mà ưng thì chốt luôn này. Đấy bộ mũi vít V7 nhá, sẽ gồm có là 7 đầu vít nha. Giá của nó sẽ là 60.000 một bộ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái mã kìm chết của Filter này. Đấy lâu lâu không quay bác sợ bác quên này. Đấy, con này thì giá cũng bình dân thôi. 80.000 một con này, giá quá hạt rẻ luôn. Các bác mua đâu một cái con hàng hãng của Filter này. Hàng chuyên về đồ kim khí cho anh em sửa chữa đầu nghề này, rất nổi tiếng của Filter luôn. Đấy, hàng của Đức nha con nhá. Lên mã em sẽ cái con kìm chết Filter. Con này thì giá bình dân. 80.000 mã thôi, nhà em chỉ có duy nhất một mã kìm chết thôi nhá. Tại vì con này bán rất là chạy và cũng như là hàng nó dùng rất tốt mà giá nó hợp lý nữa thì em bán chỉ có duy nhất một con này thôi. Đấy, nói chung em bán quá nhiều rồi không bác nào trêu này cả, dùng thích cực kỳ. Đấy, tay cầm đều bọc nhựa non này, chống trơn trượt. Đấy và lò xo thứ này, rồi chất thép sử dụng chất thép CRV nhá, siêu cứng cáp dây dẫn. Đó phần ngàm này. Đó ok luôn, phần lò xo lõi. Hàng cũng là hàng dạng 1 2 3 4 5, hàng dạng hàng 508 đấy. 508 là nhiều đấy chứ còn bình thường các bác đi thị trường nó chỉ có 308 đấy thôi. Đấy nó rất ít đinh tán nhưng con này nó sử dụng rất nhiều đinh tán thì nó gia cố nó sẽ chắc chắn hơn, các bác xài không lo nó bị gập gãy hay nhào cả, vấn đề gì cả, chắc chắn lắm. Đấy đây, hàng bọc rất chất lượng luôn. Đấy, ok. Rồi, 80.000 một con nhá, hàng của Filter. Đấy các bác cứ gõ Filter thì có biết về cái độ nổi tiếng của công ty rồi, rất ok luôn. Chuyên về đồ kim khí, đồ nghề cho anh em sửa chữa thứ rồi, rất nổi tiếng các bác nhá. 80.000 một cây kìm chết nhá. Nên mã cho cây kìm chết hoặc là nhiều bác trong Nam hay gọi là cây kìm bấm đấy. Đó, 80.000 một cây. Bộ lục giác và bộ hoa thị của JT của USA thì bên em vẫn còn hàng nhá. Đấy thì bên em đang có bộ lục giác này và một bộ đó là bộ hoa thị thì các bác lấy bộ nào được báo nha. Và bên em đang bán đồng giá, báo giá bác luôn là 50k một bộ này. Đấy, báo giá bác luôn là 50.000 nhá. Hàng của JT USA nhá, rất xịn sò ngon lành luôn. Đây, mở cho bác xem cái bộ hoa thị này. Xịn lắm, bộ này dùng ok, bán rất là nhiều, chất lượng, giá hợp lý. Đây, đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Một bộ này sẽ gồm có 9 cây, lục giác và hoa thị giống nhau nhá, cũng đều 9 cây. Đây, bộ lục giác này cũng 9 cây luôn này, đó, 9 cây. Còn đây là bộ hoa thị, thì các bác lấy bộ nào báo nha em nhá. Mã này là mã hoa thị này, nhớ giúp em là hoa thị nhá. Hoa thị hoặc là bông, đầu bông ấy. Đấy, thì các bác, nhiều bác hay gọi trong Nam hay gọi là đầu bông. Ở miền Bắc hay gọi là hoa thị. Đó, 50.000 một bộ thôi. Giá quá rẻ luôn, đầy đủ các cỡ về các bác xài từ 1.5, 2, 2.5, 4, 3 đấy, cho đến 10 luôn nhá, rất đầy đủ. Bộ này cũng thế luôn này. Đấy, bộ này là bộ đầu lục giác, đầu bi này. Còn bộ này là bộ hoa thị này. Đấy, thì cứ bán đồng giá là 50.000 một bộ nhá. 50.000 một bộ, các bác lấy bộ nào cứ báo nha. Đó, lục giác hoa thị bằng tiền nhau. Tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái bộ sạc của iPhone thì đây, em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái bộ sạc iPhone. Bộ sạc
chuyên dùng cho máy iPhone nhá, giá em báo luôn 50.000 một bộ này. Đấy, hàng của Apple, hàng Apple nhá, bộ sạc của iPhone 50.000 một bộ thôi, giá rất là rẻ. Một bộ này sẽ gồm có cho bác là một củ và đi kèm là một dây nhá. Đây, một củ sạc này, đấy, một củ sạc nhá, đó, và đi kèm cho các bác là một cái dây cáp sạc. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho máy iPhone nhá, còn nếu mà các bác mà dùng máy Samsung ấy là không sạc ở đâu. Đấy, chỉ có chuyên dùng cho máy iPhone thôi. Đến lúc về các bác lại dùng máy Samsung, các bác mua về các bác bảo là cắm không vừa, đấy thì em rất là áy náy. Đấy thì các bác nhớ giúp em là chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Đấy, chuyên dùng cho máy iPhone, các đời iPhone từ iPhone 5 trở lên là dùng ok, iPhone 5 cho đến iPhone 14 đang là mới nhất rồi. À, bộ sạc của iPhone nhá, 50.000 bộ này, bao gồm là một củ sạc và đi kèm là một dây nhá, 50.000 bộ. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là hữu ích này, để các bác xài cho gia đình này, hoặc là anh em thợ thuyền xài cho em bộ này rất hợp lý luôn. Bộ tô vít đỏ vàng, chuyên dùng cho các bác làm điện nhá. Đấy, chuyên dùng cho các bác làm điện rất xịn sò, ok. Một cái bộ tô vít đựng trong một chiếc túi rất đẹp nha. Đấy, hàng của thương hiệu Capucci. Đấy, Capucci Japan. Một bộ vít này sẽ gồm có 2 4 6 7 cây. Nó sẽ gồm có 6 cây vít có bọc cách điện đầy đủ hết luôn, và một cái cây bút thử điện nha. Đấy, và 6 cái cây vít còn lại nó đều toàn bộ được bọc cách điện hết này, để chuyên dùng cho các bác xài sửa chữa điện, điếc điện đó một thứ là không lo nó bị giật nhá. Tại vì toàn bộ được bọc cách điện đây này. Đấy, nó sẽ có là đầu ba ke và đầu dẹt, hàng của nó sẽ đúc liền luôn, xoáy rất chắc chắn nhá, xoáy ngon lắm. Cái nào con này các bác xài sử dụng điện đóm rồi xài gia đình, các bác xoáy những thiết bị dân dụng có thứ nhà mình quá ok luôn. Đây, đấy, nó sẽ có đầu dẹt và đầu ba ke đầy đủ luôn. Ngoài ra một có một cây bút thử điện đựng trong một chiếc túi rất đẹp nha. Giá thì hạt rẻ thôi, bình dân thôi. Giá cho các bác dễ mua này, 130.000 một bộ. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ tô vít 7 cây, bộ tô vít đỏ vàng 7 cây nhá. Đấy, bộ tô vít đỏ vàng, đỏ vàng sẽ gồm có là 7 cây, 2 4 6 7 cây. Giá của nó sẽ là 130.000 một bộ nhá. Chuyên dùng để các bác làm điện nhá, chuyên dùng các bác làm điện, các bác nhìn nó bọc cái đầu này, nó bọc nhựa các bác rồi, các bác biết dùng để làm gì rồi. Đấy, chuyên dùng để các bác làm điện. Đấy, tránh tình trạng điện giật các thứ ra. Rất là an toàn luôn. 130.000 bộ này, 7 cây tô vít đỏ vàng nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái sản phẩm là cái cây khò ga, cũng của Capucci Japan. Đấy, cũng của Capucci Japan. Cây khò ga này thì cực kỳ xịn sò luôn. Về các bác chuyên dùng để các bác lắp bình ga mini các bác xài các nhá. À, đây, về các bác lắp bình ga mini các bác xài. Con này nó sẽ có chức năng là đánh lửa tự động này. Đấy, đánh lửa tự động, điều chỉnh ga to nhỏ đây cho em. À, chỉnh gió đây cho em, và ở cái phần đầu này là cái đầu điều chỉnh ga to nhỏ nhá, hàng của Capucci Japan. Cái hàng này của nó đi, cái lõi của nó sẽ là lõi khâu đồng nên các bác xài nó rất là bền. Đó, xài rất là bền. Đấy, hàng rất chắc chắn, cầm một chiếc khò ga nó rất là nặng. Đấy, cầm bình thường là các bác mua những khò ga chợ các thứ giờ, con này cầm nó nhẹ lắm. Đấy, cầm nó nhẹ mà nó lỏng lẻo, con này cầm rất chắc chắn luôn. Nói chung là Capucci thì cái hàng khò ga này thì bên em bán là một trong những dạng hàng cao cấp nhất phân khúc rồi. Đấy, so với tầm tiền tầm giá thì con này dùng cực kỳ thích luôn, mà rất là bền. Đó. À, lên mã thì em sẽ cái cây khò ga K1 của thương hiệu Capucci nhá, Capucci Japan. Đấy, khò ga mã của nó sẽ là khò ga K1 các nhá, K1. Giá của nó thì bình dân hạt rẻ thôi, 80.000 một cái nhá. Đấy, 80.000 một cái. Các bác cứ đi tham khảo đi, những chỗ khác đang bán 100 đến 150.000 một cây. Bên em gửi bác giá rất hạt rẻ, 80.000 một cái, khò ga K1. Một cái sản phẩm để về các bác xài gia đình nhà mình này. Đấy, rồi các bác sử dụng hay vệ sinh lưỡi các thứ này. Đó, thì các bác mua cho em cái này về, đó là cái cây cạo lưỡi nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ cái cây cạo lưỡi là bằng inox, rất là xịn sò và ok luôn. Đấy, về chuyên để các bác dùng để vệ sinh khoang miệng, khoang lưỡi các bác nhá. Đấy, các bác chỉ việc cho vào các bác cạo lưỡi cho em, cạo rất sạch luôn mà rất là êm. Đó, inox 304, sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn này. Đó, đi kèm này sẽ đựng trong một chiếc hộp này, rất ok luôn, có để mang đi du lịch, đi chơi, hoặc là các bác làm quà biếu tặng cũng rất là sang trọng lịch sự nhá. Đấy, mà giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ cái cây cạo lưỡi nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây cạo lưỡi này, giá của nó sẽ là 20k một cây. Đấy, 20.000 một cái cây cạo lưỡi nhà có nhá, 20.000 một cây. Đó, đựng trong hộp rất đẹp này, 20k một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ ví hồng. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ này thì em báo giá luôn 60.000 một bộ nhá. Đấy, bộ cắt móng tay nhá. Bộ cắt móng tay này, bộ cắt móng tay ví hồng 60.000 một bộ ví hồng nha. Đây, một bộ đựng trong túi mới nguyên nha. Nó là những cái dụng cụ để về các bác mài giũa cắt móng tay nhá, cho cả gia đình nhà mình xài luôn.
phụ nữ đàn ông đều xài hết luôn nhá. Đấy, phụ nữ đàn ông, người lớn, người già, trẻ em, nói chung là về các bác mua bộ này về các bác xài cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, cho ông xã dùng được, bà xã dùng được, các con nhà mình dùng được, ông bà bố mẹ mình dùng luôn. Đây sẽ gồm có những cái sản phẩm là cắt móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết này, rồi là có cả nhíp này, đồ này là những cái đồ mại rũa móng tay này, rồi là đồ nặn mụn này, đồ lấy dây tai này, đầy đủ một bộ này luôn. Giá thì nó chỉ có 60.000 thôi, đựng trong một chiếc ví rất là đẹp luôn. Đấy, mua về làm quà biếu tặng cũng rất là lịch sự đẹp nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng đây, cho các bác xem lại một lần nữa này, rất đẹp luôn, chắc chắn lắm. 60.000 một bộ ví hồng này các nhá, bộ cắt móng tay ví hồng 60k một bộ. Mã sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây dao chặt này. Đấy, lâu lắm không quay dao bác này, các bác quên. Đấy, đây tiếp tục lại quay cho bác, đó là cái mã dao của Asaka Japan, rất xịn sò, thép SK5 nhá, cực kỳ sắc bén mà không lo gì. Hàng này của nó thì sẽ hàng đúc liền thân, tay cầm có ốp gỗ hai bên, ba đinh tán cho em, sử dụng rất bền bỉ chắc chắn. Về các bác có thể chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, chặt cho em rất nhiều thứ luôn. Đấy, con này chuyên dùng để chặt nhá. Nó nặng khoảng tầm 400-500g. Đấy, khoảng tầm 400-500g. Nói chung là chặt nó khá là vừa tay. Đặc biệt là chị em phụ nữ cầm con này rất là vừa. Đấy, đàn ông thì cầm quá ok rồi, chị em phụ nữ đôi khi là những cái con dao chặt nó nặng ấy thì cầm nó rất là khó cầm, như con này là cho chị em phụ nữ cầm rất là hợp lý luôn. Đấy, và dao thì cực kỳ sắc bén, bao sắc bao xài bác luôn nhá. Đó, dao thiết kế rất đẹp. Cái phần bản này rất là to này. Đấy, các bác chặt nó rất là đầm dao nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái mã, đó là cái con dao chặt, mã sẽ là C2 nhá các bác nhá. C2. Mã dao chặt C2, dao chặt C2. Giá của nó sẽ là 140.000 cho một cái cây dao chặt C2 này. Đấy, 140.000, dao rất là đẹp và rất là sắc bén luôn. Hàng mới nguyên hộp nhá, hàng ôm lô, hàng thanh lý siêu thị còn mới nguyên hộp luôn. Dao chặt C2 140.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây búa vàng mini này. Các bác lên mã đi, em sẽ cái cây búa vàng nhá. Búa vàng. Cây này thì rất hay và rất là đa năng. Đấy, nó sẽ gồm có này, ở bên trong nó sẽ gồm có những cái đầu tô vít này. Đấy, đầu tô vít, đầu cộng, đầu trừ này. Đây, tháo ra phát nữa này. Đấy, có luôn nhá, có cả những cái đầu tô vít. Đấy, và bình thường là khi mà các bác lắp vào thì nó sẽ thành một chiếc búa nhỏ nhỏ này. Đấy, những cái đồ gò gõ, những cái đồ mà các bác không cần quá nhiều lực, các bác chỉ các bác cần để gõ gò gò. Đấy, những cái đồ nhỏ nhỏ các bác mua con này cho. Đấy, nó sẽ có hai đầu, một cái đầu to, một đầu nhỏ này. Và bên trong thì nó sẽ được những cái đầu tô vít, các bác có thể tháo ra, mỗi lần dùng tô vít tháo ra, còn khi nào các bác muốn dùng búa các bác lại lắp vào. Đấy, lắp vào là các bác xài thôi, là nó thành một cái búa bình thường. Còn bên trong nó sẽ giấu những cái đầu vít nhá, thiết kế rất là hay luôn. Đó, em báo giá luôn, cứ lên mã cho em sẽ là cái cây búa vàng mini nhá. Đấy, búa vàng mini, giá của nó cây hiện tại em gửi bác giá của nó sẽ là 60.000 một cây. Đấy, 60k đây là em sẽ là cái cây búa vàng mini này, 60.000 một cây luôn nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Lên mã em sẽ cái cây que đo nhiệt độ này. Cây này thì giá nó bình dân thôi. Sản phẩm này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Đấy, cái cây que đo nhiệt độ, em báo giá luôn 40.000 một cây này. Cái này về các bác có thể đo nhiều những cái khác nhau, ví dụ như các bác đo nhiệt độ thức ăn này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước của sữa này. Đấy, rất ok luôn. Que đo nhiệt độ 40.000 một cái que đo nha. Đi về các bác sử dụng được, các bác rút thêm cái đầu ra này, rút cái đầu ra nó sẽ có một cái đầu nhọn nha. Để ví dụ cái đầu nhọn là các bác có thể xiên vào những cái chỗ vị trí thức ăn thứ gì là các bác xả. Ở đây sẽ có là một cái nút on off này, bật lên này, tắt đi này. Đấy, bật lên tắt đi này. Đó thì các bác sử dụng cái nút on off này cho em. Và ở đây nó sẽ có hai đơn vị đo là C và F nhá. Đấy, thế thôi. Về các bác xả. Ở hiện tại đang là nút F, có bấm cho em một lần. Đấy, nó sẽ chuyển ra độ C. Hiện tại đang 32.0 độ C này. Đó, đây các bác có thể view lên em đang bóp tay vào để cho nó đo này. Đấy, có thấy không, nó nảy luôn nhá. Đây nó là nảy luôn này, 32 này, 33 này. Đấy, bắt đầu đang nhảy đây, các bác nhìn em đang nắm tay vào này để cho nó đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy, nó đo lên nhảy rất ok luôn. Đấy, nhảy rất nhạy luôn nhá. Đó, đây em bỏ tay ra cái này. Đấy, bắt đầu nó sẽ giảm dần nhá. Đấy, giảm dần này. Đó, các bác chuẩn bị nhanh đi này. Đó, đây không, giảm dần luôn nhá. Đấy, bắt đầu nó cảm nhận nhiệt độ không còn tay mình nắm đây nữa, là bắt đầu nó giảm dần luôn. Đấy, thấy không, giảm dần luôn nhá. Rồi, 40.000 một cái que đo nhiệt độ này. Về các bác có thể đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ sữa, đo nhiệt độ nước, đo nhiệt độ thức ăn này. Nói chung là khá là nhiều những cái hay để các bác xài cây này. 40.000 một cái cây que đo nhiệt độ nhá, 40.000 một cây. Kìm đa năng thì bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, cây kìm đa năng. Cây này thì giá cũng bình dân thôi. Rất nhiều chức năng mà giá nó chỉ có 100.000 một cây này. Đấy, lên mã em sẽ là cái cây kìm đa năng này.
100k một cái cây kìm đa năng nhá, 100 ngàn một cây, giá rất hạt rẻ bình dân. Con này đây em sẽ giới thiệu bác từng chức năng một này. Đấy. Bình thường là có những cái chiếc kìm như bình thường nó sẽ có là những cái đầu, ví dụ là đầu kẹp này, đầu cắt này. Đấy, con này bằng chất thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Đó, hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò. Và ở bên này thì nó sẽ có là dưới này sẽ có là cái đầu tuốt dây này. Đây, cái phần này là cái phần đầu tuốt dây này. Đấy, tuốt dây rồi có cả cái phần đầu kẹp cốt này, lò xo trợ lực nhá. Các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn đẩy ra nó sẽ lò xo nó sẽ có trách nhiệm đẩy cho bác. Đấy, thì các bác xài rất là nhàn. Về các bác xài sử dụng gia đình này, cắt kẹp này, tuốt dây này, bấm cốt cho em rất ok luôn. Mà nhiều chức năng này, giá nó chỉ của bác giá chỉ có 100 ngàn một cây thôi. Đấy, tội gì các bác không mua. Bình thường các bác mua những con kìm thường nó chỉ có một vài chức năng thôi mà giá nó khoảng tầm hơn 100 ngàn, ở đây chỉ 100 ngàn, sở hữu rất nhiều chức năng khác nhau, bấm cốt, tuốt dây, cắt kẹp các thứ cho em. Đấy, bằng thép CRV, phần đầu thân này có bọc cách điện để các bác xài sử dụng sửa chữa điện đóm an toàn nhá. 100k một cây kìm đa năng nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái mã cây kìm đa năng 100 ngàn một cây này, 100 ngàn một cây. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi nhá, tỉa lông mũi rất ok luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dụng cụ tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi nhá. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái dụng cụ tỉa lông mũi nha. Giá nó thì cũng hạt rẻ bình dân thôi. 30 ngàn một cái tỉa lông mũi này nhá. 30 ngàn một cái. 30k. Các bác nào mà lông mũi dài, đấy các bác dùng kéo các thứ giờ. Đấy, rồi các bác ngại cắt, đấy, đặc biệt là các bác dùng kéo rất nguy hiểm nhá, chẳng may mà kéo nó có chạm vào trong bên trong mũi gây ra chảy máu rồi nhiễm trùng rất nguy hiểm. Đấy, mà bên trong mũi rất là khó xem, khó chữa. Các bác mua trong cái dụng cụ này về chuyên để các bác tỉa lỗ mũi nhá. Các bác chỉ việc xỏ vào trong lỗ mũi, các bác bấm cho em này, bấm cho em. Đấy là nó sẽ cơ chế của nó vòng xoay này, nó sẽ nghiến đứt cái lỗ mũi các bác nhá. Đấy, và cắt rất là sạch sẽ, ok luôn, rất êm ái và dễ dàng sử dụng nhá. Chỉ việc cho vào sau đó các bác bóp. Đấy, và khi là dùng xong mình có thể vệ sinh cất đi cho em thoải mái luôn, hoặc là mang đi du lịch đi chơi ok luôn. Lên mã em sẽ là cái dụng cụ để tỉa lông mũi nhá. Giá bên em đang gửi bác là 30 ngàn một cái tỉa lông mũi nhá. Tiếp theo thì tiếp tục lại về đó là cái mã hàng đó là cái móc khóa titan nhá. Em báo giá luôn, cái này thì cũng giá hạt rẻ thôi, chỉ có 10 ngàn một cái móc khóa titan này. 10 ngàn một cái móc khóa titan nhá, 10 ngàn một cái. Đấy, nó không như những cái dòng móc khóa thường. Những cái móc khóa thường các bác xài rất là nặng, thứ hai là nó ít chức năng, như con này rất nhiều chức năng luôn. Và đặc biệt là cái ưu điểm của cái sản phẩm móc khóa titan này thì chất liệu nó là bằng titan, nên khi mà các bác xài rất là nặng, rất là nhẹ nhá, rất nhẹ. Titan là một cái loại vật liệu mà chất liệu mà siêu cứng và siêu nhẹ, chuyên dùng trong ví dụ như là cái ngành công nghiệp máy bay này, hoặc là những cái ngành ví dụ như là những cái móc đeo thứ này. Đấy, cái móc đeo này chuyên dùng cho ví dụ như là những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi, cắm trại, người ta hay xài cái móc này. Đấy, hàng này hàng bên em lô hàng nước ngoài rất xịn sò, ok luôn. Đó, hàng chuyên dùng cho dân phượt, dân leo núi này. Đấy, bình thường là các bác sử dụng như một chiếc móc bình thường, và các bác muốn khóa nó lại thì các bác siết trên cái phần vòng này. Đấy, là nó sẽ khóa cắc ngư vào luôn. Đấy, chắc chắn luôn nhé, không thể mở luôn. Đấy, rất an toàn, ok. Con này với là hàng chuẩn móc khóa này, chứ bình thường các bác mua ấy, ở thị trường nó chỉ bóp bóp này thôi, và nó rất là dễ dàng mở ra. Như con này này, siết vào xem cái là nó chắc hư luôn. Đấy, chắc như đeo luôn nhá. Đấy, nó rất là hay, ưu điểm của nó rất là hay, và thứ hai là nó rất là nhẹ. Bình thường các bác mang những cái móc khóa kia thì rất là vất vả, nặng nề, nhưng con này các bác xài rất nhẹ này. Đấy, nhẹ lắm, con này nó bằng chất liệu titan này, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng thích lắm. 10 ngàn một cái nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái móc khóa titan. Bên em là gửi bác một cái móc khóa này là 10 ngàn một cái. Đấy, giá rẻ bình dân mà dùng rất nhiều việc, móc chìa khóa, móc đồ thứ này rất ok luôn. Rồi, một cái mã hàng mới bên em cũng vừa về xong này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Con này thì các bác có thể về cắt kính này, cắt gạch men đều được luôn. Đó, dao cắt kính này, dao cắt kính, cắt được cả gạch men luôn nhá. Đấy, cả gạch men luôn. Giá của nó em báo luôn, 130.000 một con này. Đấy, 130.000 một cái con dao cắt kính, cắt gạch men đa năng nhá. Con này thì cắt rất là hay. Trước đây em cũng đã bán rồi nhưng mà lâu lắm nó không hàng, thì hôm nay hàng tiếp tục về. Một cái bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một thân dao này. Đấy, đi kèm với bác là ba cái lưỡi nha. Đấy, đây, ba lưỡi dao. Và có một cái tay cầm. Có một cái tay cầm này, rồi những cái phụ kiện cái thứ đi kèm. Đó thì về thì bắt đầu là các bác lắp cho em cái phần tay cầm này vào. Đấy, nó là dạng cái dao cắt kính kiểu dạng hình chữ T này. Đó, sau đó là các bác muốn cắt thì các bác để vào cái kính của cái ấy, các bác bắt đầu các bác cầm này, các bác kéo này. Đấy, kéo nó sẽ ra cái vệt, thì ở đây nó có một cái lưỡi tròn đây này. Đấy, nó có một cái lưỡi nó bằng kim cương này. Đấy, bằng kim cương nó rất là sắc luôn. Đấy, mà con này cắt rất là ngọt, con này cắt ngọt lắm. Đấy, mà ví dụ như ở đây đi kèm thì nó sẽ có tặng kèm thêm cho bác là những cái lưỡi dao này, thì nếu mà cái lưỡi này nó cùn thì mình có thể thay lưỡi khác luôn, rất tiện dụng và rất là chu đáo và cẩn thận nữa nhá. Đấy, có đi kèm cả lưỡi dự phòng với bác luôn.
Và khi mà các bác cắt xong thì ở đây nó có một cái phần tay công. Đấy, cái này nó gọi là cái tay công, thì các bác cho cái viên đá hoặc là cho cái kính vào đây. Đấy, và các bác ngắm đúng cái tim, cái đường cắt các bác vừa cắt bắt đầu là các bác ở đây nó có một cái tim này. Đấy, các bác cho nó vào chính giữa, sau đó các bác công vào. Đấy, các bác cứ thế công từ từ vào thì cái lực nó sẽ tác động đều xuống, thì cái kính hoặc cái viên đá các bác vừa kẻ xong nó công ra, cái đường cắt của nó rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đấy, con này hay lắm. Đó, thì một cái chiếc này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 130.000, có tặng kèm thêm các bác là những cái đầu cắt dự phòng nha, để về các bác có thể thay thế nhá, là 130k, dao cắt kính cắt được cả gạch men luôn, là 130.000 một sản phẩm đấy nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về cái video em test thực tế này, các bác cùng coi này, cắt cực kỳ ok luôn. Các bác muốn cắt gạch, đây, cắt kính mà không có máy thì các bác dùng cái dụng cụ đấy nhá. Đây là cái dụng cụ chuyên để cắt gạch men, cắt kính, rất là ok luôn. Các bác chỉ cần kẻ một đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia, các bác bấm là nó. Đấy, các bác nhìn nhá, các bác chỉ cần kẻ một đường, sau đó các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy như em vừa chỉ các bác. Đấy, các bác cho vào cái tay công các bác xoáy. Đấy, các bác cứ xoáy đều tay, xoáy đều tay, xoáy êm tay là nó công ra đường rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn đây là người ta cắt đường cong luôn nhá. Đấy là người ta cắt đường thẳng, cắt đường thẳng nó còn dễ nữa. Còn đây người ta cắt cắt đường cong mà cũng rất là mượt luôn này. Đây, đấy, có thấy không? Luôn. Công cái ra luôn. Tất cả gạch 1 mét luôn các đấy, bác. Đấy, thấy không? Gạch các dày, gạch rất là dày nhưng mà cắt ngon lành luôn nhá. Các bác dùng cái dụng cụ đấy nhá. Đấy, có nhìn này. Đấy, cắt đường cong luôn nhá, chứ không phải là cắt đường thẳng đâu nhá. Cắt đường thẳng nó còn dễ cắt nữa ạ. Đường mà các bác dùng cái kẹp bấm kia. Đấy, có thấy không? Công cái ra ngay này. Đó, thấy không? Rất là ok. Bấm được cả gạch 1 mét luôn. Đó, thấy không? Nó rất là nhàn, rất là dễ dàng sử dụng cho anh em thợ thuyền. Các bác sử dụng gia đình đều được luôn. 130.000 một cái nhá. Đấy, bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá. Tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng đấy nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng. Đây. Đây các nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng đấy nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đó, đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này. Lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây, đây em ghi giá này rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhầy nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác
bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90 ngàn nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành. Các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không. Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá. Không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính. Và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này. Nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá. Đấy bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2 3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90 ngàn một cái con chuột không dây này, 90 ngàn một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. 90 ngàn một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này. Rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán được combo là 5 quả 1. Hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5 ngàn một quả. Đấy 5 ngàn một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10 ngàn cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy 5 quả nha, 2, 4, 5, 5 quả nha là 10 ngàn. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10 ngàn. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5 ngàn nha. Đấy lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V.
tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như cái công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả một thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít luôn nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại này mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy, đó là cái lô fix cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi bác cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái fix này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái fix cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. 10.000 một chiếc fix cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc cái bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá, em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng các em check trên mạng là cái hãng của tàu này, nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này,
xoay này, xoay nó các bác chỉnh giờ ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này. Mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả. Hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây thôi các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90.000 nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90.000 một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000 và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn cho bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới kèng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào thì các bác nhá. Đây dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá, vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập này xuống thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra thế là xong, rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn đẹp bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.